Y đạo quan đồ, trương nhất châm. Trương 1661, tóm sai chỗ một Trình Diễm Đông nói, hai huynh đệ Trần Cương gặp hạn trên người anh, anh cho rằng bọn họ từ nay về sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh ư. Trương Dương nói, với sức của họ thì chắc không dám dở trò gì đâu, trước khi tôi đến Bắc Cảng, thường xuyên nghe nói trật tự nơi này rất hỗn loạn, cảnh phì một nhà, chuyện đêm nay quả nhiên đã chứng minh lời đồn không phải là giả. Trình Diễm Đông cười nói, lòng trả thù của anh quá nặng, đây là báo cả thù lên đầu tôi, liên đới bôi đen hết tất cả hệ công an chúng tôi. Trương Dương cười nói, tôi không có ý đó. Trình Diễm Đông nói, Trần Khải này không ngờ lại làm ra chuyện bắt cóc, đoán trước được hắn trước đây trong lúc đảm nhiệm chức cục trưởng công an ở Tân Hải cũng chưa chắc đã làm được chuyện gì tốt. Trương Dương gật đầu nói, cha hắn cho kỹ đi. Trình Diễm Đông có chút mê hoặc nhìn Trương Dương. Trương Dương nói, hiện tại tôi không đối phó hắn, cũng không có nghĩa là tôi sẽ cứ vậy buông tha cho hắn, thu thập thêm chứng cớ, khi nên thu lưới thì tôi tuyệt đối sẽ không nương tay. Cố Doãn Chi vào sáng sớm thứ sáu đã tới Tân Hải, y ngồi xe đêm mà tới, nằm trong khoang giường nằm hơn 6 tiếng đồng hồ, không thông chi cho Trương Dương tới nhà ga Bắc Cảng đón y, tự mình bắt xe lập tức tới trung tâm hành chính thành phố Tân Hải, bởi vì vẫn chưa đi làm, Cố Doãn Chi ăn sáng ở gần đó, Đợi cho tới 8 giờ mới gọi điện thoại cho Trương Dương, nói với hắn rằng y đã tới Tân Hải. Cố Doãn Chi khi vừa mới về Hưu, tâm tính cũng từng có một số biến hóa, có điều y rất nhanh liền thích ứng với cuộc sống hiện tại, nếu đã về hưu thì cứ dùng tiêu chuẩn của dân chúng để yêu cầu mình, một người có thể chân chính buông bỏ mới có thể hưởng thụ được sự tự do chân chính. Trương Dương nghe vậy thì cảm thấy rất ngạc nhiên, không ngờ Cố Doãn Chi không nói một tiếng nào lại tới đây, hắn hỏi rõ địa điểm của Cố Doãn Chi. Bảo Chu Sơn hổ lái xe đưa mình tới đón. Cố Doãn Chi cầm trong tay một túi giấy tờ màu đen, mặc sơ mi trắng không đeo cà mặc tây trang màu lam, tuy rằng đã từ nhiệm, nhưng khí trường hơn người ta một bậc vẫn còn, đứng góc đường xanh hóa lẳng lặng đợi Trương Dương đến. Xe Audi dừng lại bên cạnh Cố Doãn Chi, Trương Dương mở cửa xe bước nhanh xuống, hắn thân thiết nói cha, cha sao không gọi điện thoại cho con trước, để con tới nhà ga đón cha? Cố Doãn Chi cười nói, sợ anh công tác bận rộn, cho nên không muốn quấy rầy anh. Trương Dương mời Cố Doãn Chi lên xe. Cố Doãn Chi nói, Thế Luân đến chưa? Trương Dương nói, vẫn chưa nghe thấy tin Y đến. Cố Doãn Chi nói, ngày hôm qua hắn gọi điện thoại cho tôi, nói buổi sáng hôm nay đến Bắc Cảng. Trương Dương nói, vậy thì Y khẳng định sẽ liên hệ với cha. Cha, còn trước tiên an bài chỗ ở cho cha đã. Cố Doãn Chi gật đầu. Audio điện tử võ tấn bền Trương Dương bảo Chu Sơn Hổ trước tiên lái tới Hải Dương Hoa Viên, trên đường hắn giới thiệu tình huống xây dựng trước mắt của Tân Hải với Cố Doãn Chi. Cố Doãn Chi mỉm cười gật đầu, đối với tình trạng trước mắt của Tân Hải không hề đưa ra bất kỳ lời bình nào. Trương Dương đã chuẩn bị riêng cho Cố Doãn Chi, cách căn của mình rất gần, có điều căn biệt thự đó hắn đã tặng cho giáo thụ trình nhuận sinh. Cố Doãn Chi nhìn nhìn hoàn cảnh biệt thự, Nhíu mày nói, không cần phải long trọng như vậy, một mình tôi sao có thể ở địa phương lớn như vậy. Trương Dương cười nói, cấp bậc của cha sờ sờ ra đó, nơi này tổng cộng có 12 căn biệt thự, tất cả là chuẩn bị cho cán bộ trên cấp thính và học giả chuyên gia. Cố Doãn Chi nói, tôi đã về hưu rồi, không hưởng thụ nổi đãi ngộ cấp bậc như vậy. Trương Dương nói, về hưu thì sao, cái khác không nói, cha là cha con, cha của bí thư thị ủy Tân Hải ở biệt thự thì có là gì? Cố Doãn Chi nghe mà trong lòng trong lòng, lời của thằng ôn này tuy rằng nói rất kiêu ngạo, hơn nữa tràn ngập vị đạo lấy việc công làm việc tư, nhưng lại vô cùng thân thiết, khiến y nghe mà vô cùng thoải mái. Khi đang nói chuyện thì di động của Trương Dương đổ chuông, thị trường hứa xong kỳ thông chi với hắn mấy vị lãnh đạo của huyện Lân Cận đã tới, bảo hắn ra mặt tiếp đái một chút, Trương Dương nói tôi đang bận lắm, chờ tới cơm chưa đi. Cố Doãn Chi chờ Trương Dương gác điện thoại rồi nói, công tác của anh bận rộn thì mau đi đi, Tôi có thể tự chiếu cố mình." Trương Dương cười nói, chẳng ai quan trọng bằng cha, chỉ là một số cán bộ của huyện Lân Cận, Tân Hải chúng con hiện tại đã bỏ huyện lập thành phố, là thành phố Tân Hải chính nhi bát kinh, không thể bảo bí thư thị ủy như con phải tiếp những bí thư huyện ủy đó toàn bộ quá trình được. Trên cấp bậc là không đúng." Cố Doãn Chi cười ha ha, nói cái thằng nhóc này, bí thư thị ủy thì sao? Bí thư thị ủy thành phố cấp huyện và bí thư huyện ủy có gì khác nhau? Cứ tưởng mình hay lắm." đuôi vỉnh cả lên trời. Trương Dương vội vàng đi pha trà cho cố Doãn Chi. Hai cha con ngồi xuống sofa, cố Doãn Chi uống một ngụm trà, gật đầu nói, không tồi, đến Tân Hải trong thời gian ngắn như vậy đã có thể liên tiếp làm thành hai sự kiện lắm, rất không dễ dàng. Trương Dương nói, làm việc tốt thường gian nan, chuyện bỏ huyện lập thành phố thì không có vấn đề gì, nhưng chuyện khu bảo lưu thuế nhập khẩu lại xuất hiện điểm bất ngờ. Cố Doãn Chi nhìn Trương Dương một cái rồi nói, là sao? Trương Dương nói ra chuyện mình và Thái Hồng tranh đoạt khu đất góc thương gia. Nghe xong nghe xong lắc đầu nói, Triệu Vĩnh Phúc này rất muốn mượn việc công để phát tiết thù riêng. Y đối với chuyện tử vong của Triệu Quốc Lương năm đó vẫn nhớ rất rõ ràng, lúc ấy xe Việt giã của Trương Dương bị người ta đánh cắp, đâm chết Triệu Quốc Lương, Trương Dương bị xếp vào người hiểm nghi lớn nhất mưu sát Triệu Quốc Lương, mà tối hôm đó người duy nhất chứng minh Trương Dương vô tội chính là Cố Giai Đồng, lúc ấy Cố Giai Đồng liều lĩnh muốn chứng minh, rửa sạch tội danh cho Trương Dương, chính là cố doãn chi đứng ra chứng minh Trương Dương không có ở hiện trường, mới khiến Trương Dương vượt qua được một kiếp. Cũng bởi vì sự kiện đó quan hệ hữu hảo trước đây của Cố Doãn Chi và Triệu Vĩnh Phúc cũng nhất đao lưỡng đoạt, Triệu Vĩnh Phúc cho rằng Cố Doãn Chi che chở cho Trương Dương trong chuyện này, từ đó về sau coi Cố Doãn Chi như người xa lạ. Trương Dương nói, vấn đề rất phiền toái, hiện tại Triệu Vĩnh Phúc thông qua quan hệ giữa hắn và Tiêu Quốc Thành để mua 500 mẫu đất thuộc tập đoàn Hoa Quang, mà khu đất này vừa hay lại nằm ở khu trung tâm của khu bảo lưu thuế nhập khẩu cô doãn chi nói anh lo lắng hắn sẽ lợi dụng khu đất này để áp chế anh từ bỏ góc thương ra trương dương nói hắn khẳng định sẽ làm như vậy cố doãn chi nói tập đoàn thái hồng thiết lập phân nhà máy ở bắc cảng thật ra là chuyện tốt phù hợp với lợi ích của cả hai bên trên trình độ rất lớn có thể xúc tiến phát triển kinh tế bắc cảng thúc đẩy trình độ công nghiệp chỉnh thể của bắc cảng nhưng việc chọn vị trí của nhà xưởng quả thực có chút vấn đề, chẳng lẽ ban lãnh đạo thành phố Bắc Cảng không cân nhắc gì ư? Trương Dương nói, chuyện này phiền toái là ở chỗ, lúc trước Thái Hồng là bí thư tống giật dây Bắc Cầu, phía Bắc Cảng lúc trước tư thái đặt rất thấp, để tranh thủ giữ Thái Hồng. Đáp ứng tùy tiện cho Thái Hồng chọn chỗ, cho nên mới tạo thành cục diện hiện tại. Cố Doãn Chi mỉm cười nói, với thân phận của Hoài Minh quả thực không thích hợp lên tiếng, đám cán bộ Bắc Cảng này xem ra đều đứng ở phía Thái Hồng trương dương nói con hiện tại là đang đơn đả độc đấu cố doãn chi nói cái đó cũng chưa chắc hoài minh bảo trì trầm mặc đối với chuyện này cũng không có nghĩa là hắn chấp nhận việc chọn vị trí của thái hồng dựa theo cách nói của anh anh gần đây liên tiếp có động tác nhằm vào thái hồng lên cả tin tức tiêu điểm của đài truyền hình trung ương hôm nay hắn khẳng định đã biết nếu hắn cho rằng cách làm của anh là sai với quan hệ giữa hai người hắn sao có thể không nhắc nhở anh hắn không lên tiếng trên ý nghĩa nào đó thì chính là một loại ngầm đồng ý với hành vi của anh. Cố Doãn Chi nhìn rất thấu triệt chuyện này. Trương Dương nói cha, nghe ca nói như vậy con cũng thấy vững tâm. Cố Doãn Chi cười nói, cho nên thái độ của Chu Hưng Dân trong chuyện này rất mấu chốt, nếu hắn nghiêng về phía anh, Triệu Vĩnh Phúc chắc hẳn sẽ biết khó mà lui, nếu hắn đứng trên lập trường của Triệu Vĩnh Phúc, như vậy anh sẽ rất phiền toái. Trương Dương nói con vẫn chưa nói gì với tỉnh trưởng Chu Cố Doãn Chi mỉm cười vỗ vỗ vai Trương Dương, làm việc quan trọng nhất chính là không thẹn với lương tâm, trong chuyện này, không phải so quan chức, lại càng không phải là so bối cảnh, trong thiên hạ toàn núi dựa lớn nhất chính là nhân dân, chỉ cần anh thực sự xuất phát từ lợi ích của người dân, thì chẳng phải sợ gì cả. Chu Hưng dân vào 3 giờ chiều thì tới Bắc Cảng, bí thư thị ủy Bắc Cảng Hạng Thành, thị trưởng Cung Hoàn Sơn, bí thư ủy ban kỷ luật Trần Cương đều đặc biệt tới trạm thu phí ngoài vòng tròn ba để đón đoàn người của tỉnh trường. Chu Hưng dần từ xa xa nhìn thấy đoàn xe sắp hàng cạnh trạm thu phí thì không khỏi nhíu mày, y nói với thư ký trưởng tỉnh ủy Diêm Quốc Đào đi cùng có cần long trọng như vậy không? Cứ như sợ không biết chúng ta tới vậy. Chương 1662, tóm sai chỗ 2. Diêm Quốc Đào cười nói, lãnh đạo xuống thị sát, cán bộ hạ cấp như Lâm Đại Địch, thành phần hoan nghênh chúng ta khẳng định có, có điều sợ hãi thì nhiều hơn, sợ chúng ta nhìn thấy khuyết điểm nhìn thấy sai lầm, cho nên từ giờ trở đi sẽ cách ly chúng ta ra. Chu Hưng dần bật cười ha ha, nói không sai, cho nên mỗi lần xuống dưới khảo sát tôi cuối cùng, tôi luôn cảm thấy không tự do, cứ như bị người ta dám thị vậy. Diêm Quốc Đào nói, tập tục xấu của quan trường quá nhiều. Y chỉ vào những quan viên đứng ở giữa đường, mặt đang cố nặn ra vẻ tươi cười, không biết có mấy ai thật lòng cười với chúng ta. Bất kể đám quan viên hạ cấp này chân thành cũng được, dối trá cũng được, bọn họ dù sao cũng phải đối mặt, Chu Hưng Dân vốn không muốn xuống xe, nhưng thân là lãnh đạo, anh không xuống xe, sẽ lộ ra vẻ cao ngạo quá mức, cho dù là làm trò thì cũng phải diễn cho người khác xem. Quan trường là nơi rất kỳ quái, thân ở quan trường, làm việc thường thường không thể dùng bản ý của mình để di rời. Chu Hưng Dân đỗ xe bên cạnh bí thư thị ủy Bắc Cảng Hạng Thành, hai tiểu hài tử bên cạnh Hạng Thành đã chạy tới tặng hoa tươi cho Chu Hưng Dân, còn kính y lễ của đội thiếu niên. Chu Hưng dân xoa xoa tóc đứa bé đó, phát hiện đỉnh đầu đứa bé đó bị nắng soi cho nóng rực, mặt cũng đỏ bừng, y có chút không vui nhìn Hạng Thành, "Lão Hạng à, mau cho bọn trẻ đi nghỉ đi, đứng dưới nắng độc như vây, anh không đau lòng thì tôi cũng đau lòng." Chu Hưng dân ở trước mặt nhiều người như vậy nói như vậy, chẳng khác gì tát cào mặt Hạng Thành, Hạng Thành mặt đỏ bừng, mình an bài trường hợp nghênh đón này hiển nhiên là muốn vuốt mông ngựa, nhưng giờ lại tóm phải dái ngựa rồi, Hạng Thành vội vàng sai người đưa hai đứa bé đi. Cười cười nói tỉnh trưởng Chu mời anh lên xe. Chu Hưng Dân gật đầu, nhìn đám Bắc Cảng chung quanh, trên mặt không hề có vẻ tươi cười. Nội tâm của quan viên thường thường là rất mẫn cảm, bọn họ giỏi về từ một số chi tiết phân tích và bới móc ra những thứ bên trong, đa số mọi người đã ý thức được tỉnh trưởng Chu có chút khó chịu. Biểu hiện của chuyện kế tiếp càng thêm rõ ràng, Chu Hưng Dân không lên xe thương vụ xa hoa mà phía thành phố Bắc Cảng đã chuẩn bị, mà là tiếp tục trở lại xe của mình thậm chí không đợi đoàn xe của Bắc Cảng dẫn đường đã hạ lệnh khởi hành. Cái này tạo thành một cục diện vô cùng xấu hổ, vốn hạng thành ra đón chào, mục đích là muốn dẫn đường cho tỉnh trưởng Chu, giờ ngược lại thành đoàn xe tỉnh Lý đi ở phía trước, đoàn xe của bọn họ đi ở phía sau. Diêm Quốc Đào đương nhiên cảm thấy sự khó chịu của Chu Hưng Dân, điện thoại của Y vang lên, là hạng thành gọi tới, bọn họ đã an bài, muốn mời đoàn người của Chu Hưng Dân tới chính phủ nhất chiêu của thành phố Bắc Cảng nghỉ ngơi. Diêm Quốc Đào lập tức trưng cầu ý kiến của Chu Hưng Dân. Chu Hưng Dân nói, chúng ta lần này là tới Tân Hải tham gia hoạt động, Bắc Cảng không theo kế hoạch đã định. Những lời này của Chu Hưng Dân rõ ràng là mang theo vẻ không vui, Diêm Quốc Đào chuyển đạt ý tứ của y lại cho Hạng Thành. Hạng Thành nghe Chu Hưng Dân nói như vậy, trong lòng lạnh toát, y cũng không rõ hôm nay làm sao lại đắc tội với Chu Hưng Dân, chẳng lẽ là bởi vì đội viên thiếu niên tặng hoa. Hạng Thành càng nghĩ càng thấy không thể, loại chuyện này cũng không phải là chỉ có mình làm, toàn quốc trên dưới đến chỗ nào cũng đều là thể thức này, tỉnh trưởng Chu Anh đến Bắc Cảng, tôi ra nghênh đón từ tận đường vòng tròn ba, đối với anh có thể nói là tôn kính có thừa, trong nước mọi người chú ý lễ đi lễ lại, người kính tôi một thước, tôi người một trượt, anh là thủ trưởng thì không sai, tôi kính anh một trượt, anh hiện tại ngay cả một tấc cũng không nhường tôi, Chu hưng dân anh cũng quá khi dễ người ta rồi. Trong lòng hạng thành rất vất ức, trước mặt nhiều cấp dưới như vậy, vị chu hưng dân khiến cho sượng mặt y bắt đầu tìm nguyên nhân cái gọi là tìm nguyên nhân đơn giản là tự tìm bậc thang cho mình đi xuống mặc kệ người khác nghĩ như thế nào y trước tiên để mình thoải mái chút đã rất nhanh hạng thành liền tìm được lý do y cho rằng chu hưng dân sở dĩ trở mặt với mình trăm phần trăm là có người ở sau lưng bôi nhọ mình nói xấu mình kết hợp với tình huống thực tế gần đây y lập tức liền tỏa định người hiểm nghi trương dương không sai gần đây bởi vì chuyện Thái Hồng xây nhà máy, mâu thuẫn giữa Trương Dương và ban lãnh đạo Bắc Cảng càng lúc càng găng, muốn giải quyết chuyện này, hắn tất nhiên phải thông qua thượng tầng để tạo áp lực. Tống Hoài Minh là người dẫn đầu hạng mục, không tiện ra mặt cho hắn, cho nên tỉnh trưởng Chu Hưng Dân trở thành sự lựa chọn thích hợp nhất. Từ vẻ mặt vừa mới xuống xe đã hầm hè của Chu Hưng Dân, hướng gió của chuyện này khả năng sẽ có biến. Cung Hoàn Sơn cơ hồ không nói gì, hạng thành gặp chuyện Chu Hưng Dân mặt lạnh, tất cả mọi người đều nhìn thấy, lúc này tâm tình của bí thư hạng khẳng định xấu đến cực điểm, hiện tại mà nói chuyện với y, chẳng khác nào chủ động tìm ăn mắng, cho y một cơ hội để phát tiết, cung hoàn sơn cũng không phải ngốc như vậy. Hạng thành phá vỡ trầm mặc, nói khẽ, mau thông chi cho phía Tân Hải, tỉnh trưởng Chu trực tiếp tới đó. Bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón đoàn người của tỉnh trưởng Chu, nhất định phải long trọng, nhiệt tình. Cung Hoàn Sơn lập tức lĩnh hội tinh thần của bí thư hạng, Hắn gọi điện thoại cho Trương Dương, gia tăng ngữ khí cường điệu một phen. Bảo Trương Dương cần phải làm tốt chuẩn bị nghênh đón, nhất định phải nhiệt liệt, phải long trọng, phải để Tỉnh trưởng Chu cảm nhận được sự nhiệt tình của nhân dân Tân Hải. Cung Hoàn Sơn khi gọi điện thoại thì không khỏi buồn cười, hạng thành thâm lắm. Mình té ngã trong chuyện này, không những nhắc nhở Trương Dương, ngược lại giật dây Trương Dương nhảy xuống hố theo, Cung Hoàn Sơn giống như nhìn thấy cảnh Trương Dương trịnh trọng xếp thành hàng nghênh đón Chu Hưng dân trong lòng thầm, Trương Dương à Trương Dương, anh chờ bị chửi cho té tắt đi. Khiến Hạng Thành và Cung Hoàn Sơn bất ngờ là, đoàn xe tiến vào nội thành Tân Hải thì không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu ra nghênh đón nào, tới tận trung tâm hành chính của thành phố mới nhìn thấy bí thư thị ủy Tân Hải Trương Dương một mình đứng ở cửa lớn, không sai, bọn họ đều không nhìn lầm, chỉ có một mình Trương Dương đứng ở cửa lớn. Xe của Chu Hưng Dân dừng lại trước cửa, Trương Dương cười cười ra đón, bắt tay với Chu Hưng Dân, tỉnh trưởng Chu, Hoan Nghênh ngải đến Tân Hải chỉ đạo công tác. Chu Hưng Dân cũng có chút kỳ quái, nhìn quen trường hợp Hoan Nghênh khắp nơi rồi, hiện tại nhìn thấy Trương Dương đan thương thất mã ra nghênh đón thì ngược lại có chút không quen, Chu Hưng Dân nói: "Các đồng chí khác đâu?" Trương Dương cười nói: "Ai làm việc nấy, trước mắt các mặt công tác của Tân Hải đều rất khẩn trương, tôi không bao mọi người ra đón, đặt phần nhiệt tình này ở trong lòng, không thể bởi vì lãnh đạo đến mà làm ảnh hưởng tới công tác bản chức được." Chu Hưng Dân trên mặt lộ ra nụ cười, y nói với đám người ở phía sau, sự nghiệp của chúng ta cần loại người làm việc thật như thế này này, cho nên tôi cường điệu lần nữa, đừng có làm những thứ ngoài mặt, có thời gian biểu diễn công phu thì không bằng thật thà làm chút việc đi. Tát vào mặt, thế này chẳng những tát vào mặt hạng thành, ngay cả một đám lãnh đạo thành phố Bắc Cảng cũng đều bị đánh, hạng thành có chút bực mình nhìn cung hoàn sơn, cung hoàn sơn so với y còn cáu hơn, mình rõ ràng đã dặn dò, bảo Trương Dương phải hoan nghênh nhiệt liệt và long trọng cơ mà, thằng ôn này sao lại làm ngược lại. Cung Hoàn Sơn bỗng nhiên ý thức được mình đã phạm vào một sai lầm, từ khi Trương Dương tới Tân Hải, thằng cha này không ngừng đối nghịch với bọn họ, lãnh đạo bảo hắn đi về phía đông thì thằng cha này tám phần sẽ đi về phía tây, mình sao lại quên được nhỉ. Vừa rồi nếu bảo hắn làm càng đơn giản càng tốt, thằng cha này có thể sẽ gióng chống khua chiêng bày ra tư thế nghênh đón, nhưng hiện tại hối hận cũng đã muộn. Trương Dương dẫn các vị lãnh đạo đi thăm một vòng quanh trung tâm chính, cuối cùng đến phòng họp số một ngồi. Lúc này mới có thời gian chào hỏi các vị lãnh đạo, Trương Đại Quan Nhân tới trước mặt Trần Cương, ý vị thâm trường cười cười với y, Trần Cương cũng cười bồi, chuyện này nếu không phải mình thông gió báo tin cho hắn, Trương Dương há lại có thể chơi đẹp như vậy. Trương Đại Quan Nhân dần dần cảm nhận được tác dụng nổi bật của đảng viên ngầm trong công tác cách mạng, chỉ cần vận dụng thích đáng, con cờ này sẽ trở thành sát chiêu của hắn. Chu Hưng Dân là một bài phát biểu ngắn gọn, y mỉm cười nói: "Tôi lần này tới đây là tham gia hoạt động lễ mừng bỏ huyện lập thành phố của Tân Hải. Tôi hy vọng mọi người hiểu rõ chủ đề, chủ đề là bỏ huyện lập thành phố, nhân vật chính là cán bộ lãnh đạo của thành phố Tân Hải chúng ta. Chúng tôi tới đây là để ủng hộ, tuy rằng là khách quý, nhưng chúng ta phải nhớ kỹ, trăm ngàn lần không thể được để khách lấn chủ." Tất cả mọi người bật cười, Hạng Thành cười rất miễn cưỡng. Chu Hưng Dân lúc này biểu hiện ra vẻ hài hước khác một trời một vực với lúc vừa rồi mặt lạnh đối mặt với mình, từ trên ý nghĩa nào đó càng chứng minh Chu Hưng Dân có thể có thành kiến với mình. Chu Hưng Dân nói, nói đến Tân Hải, tôi cũng là lần đầu tiên đến đây, ấn tượng mà Tân Hải mang tới cho tôi. Nói tới đây y tạm dừng một chút, quang sang nói với Trương Dương, Tiểu Trương, tôi có thể nói thật không? Chương 1663, tóm sai chỗ 3 trương dương cười nói cầu còn không được mọi người lại cùng cười chu hưng dân nói vậy tôi sẽ nói thật tân hải so với dự tưởng của tôi thì còn kém hơn nhìn ra được tân hải có thể thành công bỏ huyện lập thành phố đám cán bộ các anh đã phải trả giá và cố gắng rất lớn tôi cũng nhìn thấy biến hóa từ sau khi tiến vào nội thành tân hải cả đường đang làm xây dựng tôi nhìn thấy công trình xanh hóa ở đường lớn của các anh tôi cũng nhìn thấy hệ thống chiếu sáng thành thị mới lắp Nhìn ra được trương dương sau khi thượng nhiệm đã làm không ít chuyện cho Tân Hải, điểm này đáng khen ngợi. Chu Hưng dần uống ngụm trà rồi lại nói, bộ mặt thành phố của Tân Hải về chỉnh thể thì cho tôi ấn tượng có vẻ lạc hậu, nếu nói đến điểm sáng lớn nhất trước mắt, hẳn là tòa trung tâm làm công hành chính này, tôi xin khái quát bằng một câu, Tân Hải các anh là trình độ xây dựng thị chính hạng 3, tiêu chuẩn hoàn cảnh làm công nhất lưu, cũng chính là nói phòng hội nghị này của các anh còn to hơn cả phòng hội nghị chính phủ tỉnh, tôi thật lòng hy vọng trình độ quản lý của cán bộ Tân Hải các anh cũng có thể xứng với trình độ hoàn cảnh làm việc. Hiện trường vang lên một tràng tiếng vỗ tay, người vỗ tay đều là cán bộ phía Bắc Cảng, hạng thành không vỗ tay, không vỗ tay rõ ràng là muốn tát vào mặt Trương Dương, hạng thành chính ra không đáng ở trước mặt tỉnh trưởng biểu lộ ra lòng giả hẹp hòi như vậy. Trương Đại Quan Nhân nhìn thấy Cung Hoàn Sơn vỗ tay đầu tiên, trong lòng mắng thầm, con mẹ mày nhé Cung Hoàn Sơn, mày định lừa tao có phải hay không? món nợ vừa rồi bảo tao hoan nghênh nhiệt liệt long trọng đó tao còn chưa tính sổ với mày đâu. Ánh mắt của cung hoàn sơn chạm nhau với Trương Dương, ít nhiều lộ ra có chút trột dạ, dụng tâm hôm nay muốn hãm hại Trương Dương có chút rất rõ ràng. Chu Hưng dân nói, chúng tôi hôm nay trước hết nói đến đây tôi, phải tìm hiểu kỹ hơi mới có có quyền lên tiếng, tôi muốn dùng thời gian một ngày này để khảo sát tòa thành thị mới phát triển Tân Hải này một chút, khảo sát khu bảo lưu thuế nhập khẩu đầu tiên của Bình Hải chúng ta một chút, Tôi sẽ cố gắng tìm ra sai lầm của các anh. Sau hội nghị ngắn ngủi, Trương Dương an bài cho mọi người nghỉ ngơi, hắn tự mình dẫn Chu Hương Dân tới Hải Dương Hoa Viên, Hạng Thành cũng cùng đi, Trương Dương tìm cơ hội nói với Hạng Thành, "Bí thư Hạng, chỗ ở của ngài ở Tân Hải cũng đã được an bài tốt rồi." Hạng Thành gật đầu, nói "Khẽ tôi buổi tối sẽ trở về, còn có chuyện phải xử lý, sáng mai sẽ tới." Ý tứ của Hạng Thành rất rõ ràng, không cần Trương Dương an bài chỗ ở. Tiến vào Hải Dương Hoa Viên, nơi này để nghinh đón các lãnh đạo đã đặc biệt chuẩn bị một phen, hai bên đường trồng đầy hoa, trình diễm đông đặc biệt an bài 20 đặc cảnh trực trong ngoài Hải Dương Hoa Viên, vấn đề an toàn trọng yếu nhất trọng yếu nhất, trong điểm này Trương Dương tuyệt đối không hàm hồ. Tới trước biệt thự mà Chu Hưng Dân ngủ lại, Trương Dương đi trước mở cửa cho y, Chu Hưng Dân bước xuống, nhìn nhìn chung quanh rồi nói, hoàn cảnh không tồi. Trương Dương nói, nơi này trước đây là viện gia thuộc huyện ủy, có không ít phòng, tôi bảo người sửa sang lại chút, cung cấp cho các học giả chuyên gia tới giúp Tân Hải xây dựng ở. Chu Hưng Dân gật đầu, thư ký trưởng tỉnh ủy Diêm Quốc Đào ở trong một căn biệt thự cạnh của y, Chu Hưng Dân bảo Hạng Thành dẫn y tới, rõ ràng là muốn tách Hạng Thành ra, y có chuyện muốn nói riêng với Trương Dương. Vào biệt thự, Trương Dương dẫn Chu Hưng Dân đi thăm một vòng ở bên trong, hai người tới ban công ngắm cảnh của lầu 2, đứng trên ban công, vừa hay có thể nhìn thấy cảnh biển ở phía trước. Chu Hưng dân ta vịn vào dựa vào lan can, Trương Dương à Trương Dương, đại viện huyện ủy của các anh tuyệt đối đạt đến tiêu chuẩn cấp 5 sao. Trương Dương nói, tỉnh trưởng Chu, tôi biết ngài muốn nói gì, thật ra tôi lúc vừa tới cũng không quen nhìn nơi này, nhưng nếu đã xây rồi, tôi không thể nào bảo người ta hủy đi được, xây lại cũng lãng phí không ít, cho nên tôi chỉ có thể nghĩ biện pháp sử dụng nơi này, hiện tại tôi mời tới không ít chuyên gia học giả, khẳng định phải cung cấp cho người ta một hoàn cảnh sinh hoạt tốt tôi đã tự nhượng ra nơi ở của mình hiện tại các cán bộ khác thấy tôi làm vậy họ cũng không ở đã có mấy người tới tìm tôi chủ động yêu cầu nhượng lại biệt thự của mình tôi đã xin cố vấn của chuyên gia nơi này về sau có thể xây dựng thành một làng du lịch cao cấp ngài yên tâm tôi tuyệt đối sẽ không lấy việc công làm việc tư đem một nơi có hoàn cảnh tốt như vậy thành đất phần trăm là vườn sau của mình tôi mang ra để toàn xã hội cùng hưởng tài nguyên tốt như vậy Chu Hương Dân cười nói, tôi nói gì anh đâu à anh đã vội vã tách mình ra như vậy. Trương Dương nói, không phải tách mình, tôi thật lòng mà trình hiện ra một mặt tốt nhất của Tân Hải cho các lãnh đạo thấy, người còn sống nhờ hơi, cây sống nhờ vỏ, ai mà không cần mặt mũi. Nhưng điều kiện cơ bản của Tân Hải đều bày ra đó, không phải ngày một ngày hai là có thể thay đổi, tôi cho dù muốn tạo cảnh thái bình giả tạo, nhưng hiện ở trong tay ngay cả phấn cũng không có, cho nên chỉ có thể mang diện mục vốn có cho lãnh đạo nhìn. Chu Hưng Dân nói, như vậy mới tốt, tôi ghét nhất bị người khác lừa gạt. Trương Dương nói, tỉnh trưởng Chu, tôi có chuyện muốn xin chỉ thị của ngài. Chu Hưng Dân gật đầu nói, nói đi. Trương Dương nói, tôi định ngày mai làm lễ đặt móng khởi công xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu, ngài thấy. Chu Hưng Dân nhìn Trương Dương một cái, tay vỗ mạnh lên lan can. Trương đại quan nhân giật mình, Chu Hưng Dân chỉ vào mũi hắn nói thằng nhóc cậu cho rằng tình huống của góc thương ra tôi không biết gì ư. Muốn lừa gạt kéo tôi vào à? Trương Dương nói, tôi không có ý đó, tôi chỉ là xin chỉ thị của ngài thôi. Nếu ngài thấy được thì tôi cảm ơn anh, còn nếu ngài thấy không được thì tôi cũng không dám miễn cưỡng. Chu Hưng Dân nói, anh đã để lộ với tôi rồi, tôi tham gia hay không có phải là lễ đặt móng của anh vẫn tiến hành đúng hạn hay không? Trương Dương cười cười không nói gì. Chu Hưng Dân nói: "Tôi khẳng định nhiệt tình công tác của anh, nhưng không thể khẳng định thái độ công tác của anh, làm việc phải chú trọng kỹ xảo, gặp vấn đề tận lực hiệp thương giải quyết. Mọi người đều là đồng chí, sao cứ phải binh qua gặp nhau, anh thấy hay lắm à?" Trương Dương nói: "Tỉnh trưởng Chu, tôi cũng không muốn đấu với cùng người ta, nhưng rất nhiều chuyện không phải do tôi." Chu Hưng Dân nói: "Anh nhìn đi, đạo lý luôn ở chỗ anh, anh có lúc nào là sai chưa?" trương dương giảo hoạt cười nói chuyện lần này thì tôi đúng chu hưng dân nói biển luận gần đây là anh tạo ra đúng không cái gì mà quan hệ của ô nhiễm công nghiệp và hoàn cảnh ô nhiễm công nghiệp là tồn tại nhưng anh cũng đừng có nói ngoa tập đoàn thái hồng là đầu ngành sản xuất sắt thép trong nước lúc trước bí thư tống bỏ rất nhiều công mới dẫn được người ta tới bình hải thái hồng đừng nói là có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển công nghiệp của bắc cảng mà còn là đối với cả bình hải anh không đồng ý với ý kiến về việc chọn chỗ xây nhà máy của Thái Hồng thì được, nhưng không được lợi dụng dư luận để kích động tình tự đối địch của người dân. Khuyết đại vô hạn khuyết điểm của Thái Hồng mà xem nhẹ ưu thế mà bản thân Thái Hồng có thể mang tới cho Bắc Cảng, một người lãnh đạo thành thục tuyệt đối sẽ không làm giống như anh. Biểu hiện của Trương Dương ở trước mặt Chu Hưng Dân có thể nói là rất khiêm tốn, tỉnh trưởng Chu, tôi biết phương pháp xử lý của mình có thể có chút không thỏa đáng, tôi cũng có chỗ khó xử của tôi, tôi vốn là muốn hiệp thương giải quyết, nhưng ban lãnh đạo Bắc Cảng không ủng hộ tôi, bọn họ coi Thái Hồng như thần tài, sợ người ta chạy mất, nhà máy sắt thép Thái Hồng là hạng mục không tồi thì tôi thừa nhận, nhưng khu bảo lưu thuế nhập khẩu của chúng tôi cũng là trọng điểm của quốc gia, là khu bảo lưu thuế nhập khẩu đầu tiên của Bình Hải. Chẳng lẽ chúng tôi không đáng để nuôi dưỡng ư? Phải thành thành thật thật nhường đường cho bọn họ ư? Chúng tôi mất nhiều thời giờ và tiền tài như vậy, bỏ bao tâm huyết mới làm ra được quy hoạch, nhưng cứ vậy phải bởi vì bọn họ mà thay đổi ư? Chu Hưng Dân nói, đưa quy hoạch cho tôi xem. Trương Dương nói, đã chuẩn bị tốt rồi, mở máy tính trong thư phòng của ngài là có thể thấy. Chu Hưng Dân cười nói, thằng ôn anh quả nhiên không đánh trận không nắm chắc, tất cả đã chuẩn bị tốt rồi. Trương Dương nói, không phải chỉ cho riêng ngài, ở chỗ thư ký riêng cũng có. Chu Hưng Dân lắc đầu, y cười nói, khách quý quan trọng mà anh mời gồm cả ai. Đưa bản danh sách cho tôi. Trương Dương nói, đã đặt trên bàn làm việc của ngài rồi. Chu Hưng Dân Chu Hưng Dân nói, nghĩ cũng chu đáo thật. Y đi vào thư phòng, Trương Dương cũng theo tôi đi vào. Chu Hưng Dân cầm danh sách khách quý lần này, lập tức tìm được tên của Cố Doãn Chi, y kinh hỉ nói, bí thư Cố cũng tới ư? Trương Dương cười nói, ở tầng 7 đối diện ngài. Chu Hưng Dân nói, đi, dẫn tôi đi thăm anh ta. Trương Dương dẫn đường cho Chu Hưng Dân đi đến cửa thì gặp Diêm Quốc Đào và Hạng Thành. Chu Hưng Dân nói, Lão Diêm, Bí Thư Cố cũng tới, cùng tôi đi chào nào. Diêm Quốc Đào nói, tôi cũng phải đi thăm lãnh đạo cũ. Cố Doãn Chi tuy rằng đã về hưu, nhưng trong lòng đám quan viên Bình Hải này thì là đức cao vọng trọng, bất kể là xuất phát từ sự tôn trọng đối với lãnh đạo tiền nhiệm hay là kính trọng đối với bản thân y, bọn họ đều nên đi chào hỏi. Chương 1664, chẳng thà không thấy một. Hạng Thành không biết chuyện Cố Doãn Chi đến Tân Hải, trong tay y chỉ có danh sách khách mời của phía thành phố Bắc Cảng, danh sách phía Tân Hải mời thì y không có, Trương Dương cũng chỉ vừa mới đưa cho y một bản, nhưng Hạng Thành cũng chưa xem, hiện tại mới biết được bí thư tỉnh ủy tiền nhiệm Cố Doãn Chi tới, thân là cấp dưới trước đây, Hạng Thành đương nhiên cũng phải đi chào hỏi, chuyện xảy ra hôm nay khiến Hạng Thành đầy một bụng tức, càng nhìn càng thấy Trương Dương không vừa mắt. Khi hai người đi đến một chỗ, Hạng Thành không nhịn được thầm oán, bí thư cố tới mà anh cũng không cho tôi biết. Trương Dương nói, danh sách khách quý đã đưa cho ngài rồi. Được hắn nhắc nhở, lúc này mới lấy ra xem lại, quả thực không trách được Trương Dương, là vì y căn bản là không có bao nhiêu hứng thú với khách quý mà Trương Dương có thể mời, giờ đọc mới thấy có thật, thằng cha này chẳng những mời cố Doãn Chi, còn mời cả bí thư thị ủy Lam Sơn hứng thú, bí thư công ủy Đảng nội thành mới Đông Giang Tần Thanh bí thư thị ủy Nam Tích Lý Trường Vũ. Trong bí thư thị ủy hạng thành chỉ mời có Đỗ Thiên Giã, bởi vì thành phố gần nhau, hơn nữa Đỗ Thiên Giã lại là thường ủy tỉnh, tỉnh trưởng Chu Hương Dân lại tự mình điểm danh muốn gặp mặt Đỗ Thiên Giã. Về phần những người như Thường Tụng, Lý Trường Vũ, y không phải không muốn mời, mà là cho rằng Tân Hải Thường Tụng không đến mức phải phiền đến những người đứng đầu cấp thành phố này, dù sao anh cũng chỉ là một thành phố cấp huyện, ai thèm đám quan tép ria như anh. Thật ra Hạng Thành nhìn thấy danh sách thì vẫn có chút không tin được, Trương Dương anh vi rằng mời người ta, nhưng người ta chưa chắc đã đến. Hạng Thành nói, bọn họ đều xác định sẽ tới chứ? Trương Dương còn chưa kịp trả lời thì điện thoại đã vang lên, hắn điện thoại, sau khi bắt máy thì biết được đoàn tới xem lễ của Lam Sơn và Nam Tích đều đã tới. Trương Dương cười nói, bí thư Hạng, bí thư thường của Lam Sơn, bí thư Lý của Nam Tích, phó thị trưởng cung đều tới, tôi ra đón họ chút nhé. Hạng Thành vừa nghe vậy lập tức sửng sốt, Thường Tụng và Lý Trường Vũ đều là người đứng đầu cấp thành phố, theo Lý thì phải là y tự mình ra nghênh đón, bằng không thì có chút thất lễ, nhưng khiến y xấu hổ là, Thường Tụng và Lý Trường Vũ cũng không phải là y mời, là Trương Dương mời người ta đến, giờ gặp mặt cũng có chút khó xử. Chu Hưng Dân nói, Trương Dương, các anh đi đi, tôi và Lão Diêm tự đi, vừa hay có thể ôn lại chuyện xưa phải bí thư cố. Lần này thì Hạng Thành không đi cũng phải đi. Hạng Thành và Trương Dương cùng vào xe hồng kỳ của Y, mặt Hạng Thành lập tức xuống dưới, Trương Dương, sau khi anh xác định danh sách sao không báo cho tôi biết một tiếng. Trương Dương nói, Bí Thư Hạng, ngài đừng trách tôi, chuyện này thật ra không liên quan gì tới tôi, Bí Thư Cố là Tiết Thế Luân đặc biệt mời, người ta tới đây là để ôn chuyện với Lão Bằng Hiếu. Bí Thư Lý của Nam Thích vì là bạn học cũ phó thị trưởng thường vụ Đồng Ngọc Vũ của chúng tôi nên tới, về phần Bí Thư Thường của Lam Sơn, con trai và con gái của Y đều công tác ở Tân Hải, Y lần này tới đây chính là muốn xem tình hình của họ, bí thư hạng, không liên quan tới tôi. Hạng thành mắng thầm trong lòng, không liên quan tới cậu mới lạ. Trương Dương cố ý nói, bí thư hạng, tôi nghe nói hôm nay tỉnh trưởng Chu phát hỏa à. Thằng cha này là đang cố ý trồng gẹo. Hạng thành nói, cậu đừng có tin mấy cái lời đồn vớ vẩn. Y hận không thể mắng to Trương Dương một trận để phát tiết cơn tức trong lòng, nhưng lời nói đến môi thì lại thấy mình quả thực không tìm thấy lý do để mắng hắn, chỉ có thể nuốt cục tức này xuống, mặt nhìn ra ngoài, không để ý tới hắn nữa. Thường Tụng và Lý Trường Vũ đến để cho Trương Dương mặt mũi, bọn họ khác với tỉnh trưởng Chu Hưng Dân tới đây để xem lễ với tính chất thị sát, bọn họ thuần túy là khách mới bạn bè, Thường Tụng còn có thêm một lý do, từ khi con trai và con gái y quyết định đến Tân Hải phát triển, Thường Tụng vẫn muốn đến thăm họ, lần này vừa hay tìm được một cơ hội thích hợp. Khi Trương Dương và Hạng Thành tới, thành viên của đoàn xem lễ của hai tòa thành thị Lam Sơn, Nam Tích đều đã uống trà nghỉ ngơi ở nhà khách thị ủy. Phó thị trưởng thường vụ Đồng Ngọc Vũ, cố vấn khu bảo lưu thuế nhập khẩu Thường Hải Thiên, bí thư thị ủy Đoàn Tân Hải Thường Hải Tâm tất cả đều đến. Đồng Ngọc Vũ phụ trách tiếp đãi bạn học bí thư thị ủy Nam Tích Lý Trường Vũ, hai người đang ôn chuyện. Huynh muội Thường Hải Thiên thì đương nhiên là tới để gặp cha. Hạng Thành tuy rằng trong lòng khó chịu với Trương Dương, nhưng y không thể để mất phong độ trước mặt quan khách mỉm cười tiếp đón từng người bọn họ trương dương cũng tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận đứng phía sau hạng thành khi hạng thành và hai vị bí thư thị ủy nói chuyện với nhau trương dương tới trước mặt phó thị trưởng thường vụ nam tích cung kỳ vĩ cười nói thị trường cung không ngờ ngài bận trăm công nghìn việc thế mà cũng dành thời gian tới tân hải cung kỳ vĩ nói muốn tới tham quan khu bảo lưu thuế nhập khẩu của các anh trương đại quan nhân ở trước mặt cung kỳ vĩ không cần phải nói ngoa hắn cười nhẹ nói chữ bát cũng chưa phải mà. Cung kỳ vĩ nói, khiêm tốn khiến người ta béo phì, hiện tại đã thành kết cục đã định, chúng tôi lại không phải tới tranh giành, thằng nhóc cậu đừng sợ. Trương Dương nói, sớm biết rằng làm khu bảo lưu thuế nhập khẩu phiền toái như vậy, lúc trước chẳng thả chủ động nhượng hiền. Hắn nói câu này không lớn cũng không nhỏ, vừa hay lọt vào tai hạng thành, hạng thành nhíu mày, trong lòng minh bạch thằng ôn này rõ ràng là đang nói cho mình nghe, Hạng Thành ý thức được hoạt động lễ mừng lần này tuyệt đối sẽ không trôi qua trong gió êm sóng lặng, vẫn chưa biết Trương Dương sẽ làm ra cái trò gì. Cung Kỳ Vĩ nghe vậy thì lai like cho là Trương Dương được tiện nghi rồi khoe mẽ, y cười nói, "Được rồi, chỉ cần các anh nguyện ý, chúng tôi không ngại chuyển khu bảo lưu thuế nhập khẩu tới Nam Tích." Cố Doãn Chi nhìn thấy tỉnh trưởng Chu Hưng Dân và thư ký trưởng tỉnh ủy Diêm Quốc Đào người tới thăm, cũng có chút cao hứng, tuy rằng Cố Doãn Chi coi nhạt danh lợi, nhưng khi một người về hưu rồi, trong lòng vẫn khát vọng được người khác tôn trọng và công nhận, cho dù là cố doãn chi cũng không thể ngoại lệ. Nghiêm khắc mà nói thì bất kể Chu Hương Dân hay là Diêm Quốc Đào đều không tính là cấp dưới cũ của Cố Doãn Chi, bọn họ đều là sau khi Cố Doãn Chi về hưu mới đến Bình Hải, Chu Hương Dân và Diêm Quốc Đào một trái một phải ngồi xuống bên cạnh Cố Doãn Chi, rất cung kính hỏi Han Ân Cần. Cố Doãn Chi cũng ân cần thăm hỏi Chu lão, ông nội của Chu Hương Dân, đối với ngôi sao chính đàn Chu Hưng Dân này cố doãn chi cũng có chút tìm hiểu, nhưng đều là gián tiếp, hai người cũng không có tiếp xúc thâm tầng gì, nhìn ra được Chu Hưng Dân làm người rất khiêm tốn, trên người y không có bất kỳ kiều kiều chi khí nào, nhưng sự ôn hòa của Chu Hưng Dân chỉ là hiện tượng ngoài mặt, từ trong cách nói năng của Chu Hưng Dân có thể cảm thấy người này rất có chủ kiến. Chu Hưng Dân nói, bí thư cố, thời gian tôi đến Bình Hải thời gian không lâu, sự hiểu biết về Bình Hải vẫn còn ít lắm, phương diện quản lý về sau còn thường xuyên phải thỉnh giáo ngài, hy vọng bí thư cô không ngại chỉ giáo. Cố Doãn Chi cười nói, tình trường chu quá khách khí rồi, trên thế giới này không có bất kỳ chuyện gì là vĩnh viễn bất biến, quản lý cũng như vậy, theo sự phát triển của thời đại, mô thức quản lý trước đây đã sớm không thể thích ứng với hiện tại, tình trường chu muốn lý giải tình huống thì tôi sẽ chi vô bất ngôn ngôn vô bất tấn, nhưng phương diện quản lý thì cách của tôi đã sớm lạc hậu rồi. Cố Doãn Chi rất khiêm tốn và tiêu sái, trong thể chế bình hải không có ai không biết, không có ai không hiểu, trên thực tế có thể triệt để lui xuống sau khi về hưu như y cũng không có mấy ai. Chu Hưng dân cười nói, bí thư cố rất khiêm tốn. Cố Doãn Chi nói, không phải khiêm tốn, là đang nói sự thật, trước đây loại cán bộ trẻ tuổi dương nhanh múa vuốt giống như Trương Dương, khi tôi bổ nhiệm hắn khẳng định sẽ do dự, có thể nói trong thể chế cơ hồ không tìm thấy loại cán bộ có phong cách quản lý này, nhưng theo sự phát triển của thời đại, loại cán bộ trẻ tuổi này chẳng những có thể tồn tại, hơn nữa còn có thể được các anh trọng dụng, đủ để chứng minh phương diện chi nhân thiện nhiệm của các anh, các anh so với tôi đã cao hơn một bậc. Gương càng già càng cay, những lời này của cố doãn chi rõ ràng đang khen ngợi Trương Dương, cũng thành công chuyển đề tài tới trên người Trương Dương. Chu Hưng dân cười ha ha, nói, lúc trước đề cử hắn tới Tân Hải một mình đảm đương một phía cũng là mạo hiểm, nhưng sự thật chứng minh thằng ôn này quả thực rất có năng lực, trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp làm thành hai việc lớn. Diêm Quốc Đào thầm nghĩ trong lòng, bá nhạc sớm nhất của Trương Dương cũng không phải là anh, là Cố Doãn Chi mới đúng, đoạn tình cảm đó của Trương Dương và con gái Cố Doãn Chi cơ hồ tất cả mọi người đều biết, cho tới bây giờ Trương Dương khi ở một mình vẫn gọi Cố Doãn Chi là cha. Nhắc tới đây Diêm Quốc Đào không khỏi lại liên tưởng đến bí thư tỉnh ủy Tống Hoài Minh. Thằng Ôn Trương Dương này quả thật là có bản lĩnh, không ngờ có thể lừa được con gái của cả hai vị bí thư tỉnh ủy sức liên tưởng của Diêm Quốc Đào vẫn luôn rất phong phú, không biết vì sao y lại nghĩ tới Kiều Mộng Viện, hình như quan hệ giữa Kiều Mộng Viện và Trương Dương cũng không giống bình thường, thằng ôn này thật sự là một nhân tài. Trương 1665, chẳng thà không thấy hai. Cô Doãn Chi nói, trụ cột của Tân Hải quá mỏng, muốn phát triển lên thì cần có quyết tâm và dũng khí để cải cách dứt khoát hẳn hoi. Chu Hưng Dân nói, quốc gia và tỉnh lý đều khá coi trọng khu bảo lưu thuế nhập khẩu Tân Hải, tổng cộng chuẩn bị thông qua cấp cho 7 tỷ cho Tân Hải để xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu. Cô Doãn Chi nói, lực đồ bồi dưỡng thật sự là không nhỏ, nếu thực sự có thể thực hiện được như quy hoạch thì phát triển trong tương lai của Tân Hải là không thể hạn lượng. Diêm Quốc Đào nhìn đồng hồ, tối nay thị chính phủ và thị ủy Bắc Cảng, thị chính phủ và thị ủy Tân Hải liên hợp tổ chức tiệc tối Tân Hải nhà khách thị ủy Tân Hải mở tiệc chiêu đãi tân khách từ các nơi tới, thời gian đã gần tới rồi, Diêm Quốc Đào nhỏ giọng nhắc nhở Chu Hưng Dân một chút. Chu Hưng Dân mời Cố Doãn Chi cùng đi, Cố Doãn Chi lại cười nói, loại tiệc tối phương này liền không đi đâu, tôi hiện tại chính là nhàn vân giã hạc, nếu thực sự phải tới những nơi như thế thì tôi sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Cố Doãn Chi sở dĩ không đi là vì tham dự tiệc tối tối hôm đó có rất nhiều cấp dưới cũ, nếu y tới, ít nhiều sẽ rát mỏng đi hào quang của Chu Hưng Dân, hấp dẫn sự chú ý của không ít người, y không muốn có tiếng khách lấn chủ. Chu Hưng Dân nhìn thấy thái độ kiên quyết của Cố Doãn Chi, cũng không miễn cưỡng, cùng Diêm Quốc đào cáo từ rời đi. Hai người rời khỏi không bao lâu thì lại có người tới đây bái phỏng Cố Doãn Chi, lần này người tới là Tiết Thế Luân. Cố Doãn Chi cười cười mời Tiết Thế Luân vào trong phòng khách, Tiết Thế Luân trước tiên cầm hai hộp trà lá ngon biếu y. Cố Doãn Chi nói, hổ thẹn, tôi không chuẩn bị gì cả. Tiết Thế Luân nói, "Doãn Chi huynh, anh là quan, tôi là thương, trên đời này chỉ có thương nhân tặng lễ cho quan viên, lấy đâu ra nói tặng lễ cho thương nhân?" Cố Doãn Chi cố ý nghiêm mặt, "Vậy anh cầm đồ về đi, tôi hiện tại đã không còn là quan viên gì cả." Tiết Thế Luân cười ha ha, nói, "Doãn Chi huynh chớ trách, chỉ đùa một chút thôi." Cố Doãn Chi cũng cười nói, "Tôi hiện tại là người nhẹ bẫng không có quan chức, anh nhận gì tôi cũng dám nhận hết." Sau khi hai người ngồi xuống, Tiết Thế Luân nói, "Doãn Chi huynh, lần này tôi mời anh tới đây chủ yếu là muốn tụ họp đám bạn cũ." "Đúng rồi, anh còn nhớ Tiêu Quốc Thành không?" Cố Doãn Chi gật đầu nói, "Đương nhiên là nhớ, hắn lần này cũng tới à?" Tiết Thế Luân nói, "Đã ở Bắc Cảng." Cố Doãn Chi nói, "Kể ra thì tôi đã hơn 10 năm rồi không gặp hắn." Tiết Thế Luân nói, "Hắn rất ít ở trong nước." Cố Doãn Chi nói, "Lần trước gặp hắn là hắn tới Đông Giang tìm tôi bàn chuyện khai phá." tiết thế luân cười nói kết quả anh không đồng ý cố doãn chi thở dài nói lúc ấy điều kiện các mặt của hắn không đủ xuất chúng doãn chi huynh vẫn luôn là người công chính vô tư cha tôi luôn tán thưởng điểm này của anh tiết thế luân mỉm cười nói cố doãn chi nhìn tiết thế luân trong đôi mắt lộ ra vẻ cực kỳ phức tạp một lát sau y nói khẽ thế luân chuyện năm đó anh có trách tôi hay không tiết thế luân cười nói chuyện gì anh đột nhiên nói như vậy khiến cho tôi có chút hồ đồ ánh mắt thâm thúy của cố doãn chi xuyên thấu qua hai mắt của tiết thế luân hòng nhìn vào nội tâm của y nhưng cố doãn chi rất nhanh ý thức được mình đã phí công nụ cười của tiết thế luân vẫn sáng lạn dư xê dỡ nhưng phái sau sự sáng lạn là sương mù dày đặc dưới sương mù lại là đại hải sâu không lường được cố doãn chi cũng không rõ vì sao lại sinh ra cảm giác như vậy với tiết thế luân nhưng loại cảm giác này thực sự tồn tại tiết thế luân nhìn cố doãn chi ánh mắt của cố doãn chi khiến y giống như trở về nhiều năm trước kia tiết thế luân không thích loại ánh mắt này một chút nào y không thích mình bại lộ trước người khác không thích bị người ta hiểu thấu giả bộ hồ đồ trước mặt cố doãn chi hiển nhiên là không cần thiết tiết thế luân cười cười doãn chi huynh anh đang nói chuyện năm đó tôi từ bỏ sĩ đồ lựa chọn tòng thương ư cố doãn chi nói tôi thủy chung cho rằng sĩ đồ của anh bị mất trong tay tôi tiết thế luân cười nói là tự tôi lựa chọn lúc trước nếu không phải đầu óc tối quá nóng, cũng sẽ không làm sai chuyện. Cố Doãn Chi nói, trách nhiệm chủ yếu nên để tôi gánh vác, nhưng... Tiết Thế Luân mỉm cười lắc đầu nói, Doãn Chi Huynh, vốn chính là công tác mà tôi được phân, và lại sau khi trải qua chuyện đó, tôi đối với sĩ đồ đã nản lòng thoái chí, là tôi tự mình chủ động đề xuất từ bỏ với lão gia tử, không trách được ai cả. Cố Doãn Chi cảm khái nói, nếu không là vì sự kiện đó, tiền đồ của anh ở trong quan trường là không thể hạn lược, khẳng định sẽ đi xa hơn tôi nhiều. Tiết Thế Luân nói, tôi hiện tại cũng rất tốt, cả người nhẹ nhõm, chỉ có rời khỏi quan trường mới biết được áp lực của người làm quan lớn thế nào. Cố Doãn Chi nhìn Tiết Thế Luân, luôn cảm thấy lời nói của y có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Tiết Thế Luân rõ ràng không muốn nhắc tới chuyện cũ, y đứng lên cười nói, Doãn Chi Huynh, chúng ta ra bờ biển đi dạo chút đi. Cố Doãn Chi mỉm cười gật đầu, Hai người rời khỏi biệt thự, từ cửa sau của Hải Dương Hoa Viên dọc theo đường núi đi xuống tới bờ cát. Tiết Thế Luân đứng trên bờ cát, chỉ vào phương hướng chính, Quốc Thành mua 500 mẫu đất ở bên kia, hiện tại Triệu Vĩnh Phúc của Thái Hồng muốn từ trong tay hắn mua lại, Trương Dương tìm tôi muốn tôi hỗ trợ thuyết phục Quốc Thành bỏ ý định này. Cố Doãn Chi nói, thằng ôn này cuối cùng cũng hiểu được đi đường vòng cứu nước. Tiết Thế Luân cười ha ha, hắn trước giờ đều biết mà, có điều lần này chậm một bước rồi. Quốc Thành đã đáp ứng lão Triệu, con người của Quốc Thành thì chắc anh cũng hiểu, nhất ngôn cửu đỉnh, đã nói rồi thì không bao giờ thay đổi. Cố Doãn Chi nói, tôi vừa rồi dành thời xem đọc quy hoạch của khu bảo lưu thuế nhập khẩu, thực sự là không tồi. Tiết Thế Luân nói, Doãn Chi huynh, tôi nợ Trương Dương một phần nhân tình, hắn lại là nghĩa huynh của con gái tôi, chuyện này tôi không thể giúp hắn, luôn cảm thấy băn khoăn. Cố Doãn Chi cười nói, Thế Luân thật ra anh không cần phải quá để ý, mấu chốt của chuyện không ở khu đất. Tiết Thế Luân có hứng thú nói, xin thứ cho huynh đệ ngu muội Doãn Chi huynh có thể nói rõ hơn không? Cô Doãn Chi nói, lợi ích của quốc gia cao hơn tất cả, muốn biết người thắng cuối cùng là ai thì phải xem ai đứng ở lợi ích của quốc gia. Tiết Thế Luân mỉm cười nhắc nhở, Thái Hồng cũng là xí nghiệp nhà nước cỡ lớn. Cô Doãn Chi ý vị thâm trường nói, xí nghiệp nhà nước từ lúc nào cũng thuộc cơ cấu quyền lực quốc gia vậy. Tiết Thế Luân không nói gì, những lời này của Cố Doãn chỉ rõ ràng là đang nói, Thái Hồng trong tranh đoạt khu đất góc thương gia không có bất kỳ phần thắng nào, một xí nghiệp có lợi hại đến mấy, Trung Quy cũng không thể đấu tranh với cơ cấu quyền lực, chẳng lẽ Cố Doãn chi cho rằng Trương Dương thắng chắc rồi. Tiết Thế Luân lập tức nghĩ tới, y có thể từ chỗ Chu Hưng Dân có được sự ám chỉ nào đó, nếu tỉnh trưởng Chu Hưng Dân cờ xí tiên minh ủng hộ Trương Dương, như vậy cho dù là Triệu Vĩnh Phúc cũng bất lực tịch dương dần dần hạ xuống khỏi mặt biển, cố doãn chi nhìn tịch dương màu quyết, ánh nắng chiều phía chân trời mơ hồ vạch ra giới hạn giữa trời và biển, từ xa một nam một nữ đi về phía họ, cố doãn chi cảm thấy thân ảnh đó có chút quen thuộc, y nheo mắt lại, nhưng rất nhanh y liền mở to hai mắt hắn trong đôi mắt y tràn ngập vẻ kinh hãi, y nhìn thấy con gái dai đồng. Nhân sinh của cố doãn chi đã trải qua vô số sóng to gió lớn, trong bất kỳ chuyện gì y cũng có thể bảo trì bình tĩnh, cho dù dưới tình huống này, Cố Doãn Chi vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn nữ hài tử đang từ từ đến gần đó, Cố Doãn Chi cảm thấy sống mũi cay cay, y hít sâu một hơi, thử bỏ đi loại cảm giác này, nhưng loại cảm giác này lại vẫn theo hô hấp của y mà xâm nhập vào phế tạng, vào nội tâm y. Tiết Thế Luân lưu ý thấy biến hóa vi diệu của Cố Doãn Chi, y thuận theo ánh mắt của Cố Doãn Chi mà nhìn, có chút ngạc nhiên nói cô gái đó là giai đồng ư. Vẻ mặt của y cũng tràn ngập vẻ kinh ngạc và khiếp sợ. Cố Giai Đồng trẻ ở sông Niagara nước Mỹ là sự thật mà mọi người đều biết, một người đã chết sao có thể một lần nữa xuất hiện ở trên bờ cát tân hải. Cố Doãn Chi ngóng nhìn cô gái đó, ánh mắt y cực kỳ phức tạp, có bi thương có chiều mến hắn y từ trên mặt cô gái đó tìm được chỗ bất đồng, trên mi phải của cô ta không có nốt ruồi của Giai Đồng, mối của cô ta lại hơi dày, nhưng Cố Doãn Chi vẫn không thể tin trên đời này có người giống nhau như vậy. Ánh mắt của Cố Doãn Chi khiến nữ lang đó chú ý. Cô ta cũng nhìn lại Cố Doãn Chi, bên cạnh bên cạnh rất cảnh giác đi đến trước người cô ta. Nữ lang đó thấp giọng nói gì đó, nam tử đó vội vàng khom người tránh ra. Cố Doãn Chi nghe ra nữ lang đó dùng tiếng Nhật nói tránh ra. Tiết Thế Luân nhìn Cố Doãn Chi, phát hiện vẻ mặt của Cố Doãn Chi lúc này đã khôi phục lại trạng thái bình thường, y không khỏi thầm bội phục, lịch lãm quan trường nhiều năm sớm đã khiến tâm tính của Cố Doãn Chi hơn người thường một bậc. Cố Doãn Chi mỉm cười gật đầu với nữ lang đó, nói khẽ chào cô. Chương 1666, chẳng thà không thấy ba. Trên mặt nữ lang cũng mang theo nụ cười, nhưng cô ta rất lý trí, tuyệt không kích động khi gặp thân nhân, "Chào ngài, chúng ta trước đây đã từng gặp nhau chưa?" Cô ta hiển nhiên chú ý tới vẻ mặt kinh ngạc của y khi nhìn thấy mình. "Cố Doãn Chi nói khẽ cô rất giống con gái của tôi." Nữ lang hơi ngẩn ra, Cô ta có chút kinh ngạc nói, theo như lời ngài nói thì có phải là cố giai đồng không? Cố Doãn Chi chậm rãi gật đầu, y cũng có chút ngạc nhiên, nữ lang này sao lại gọi ra được tên của giai đồng? Nữ lang cười nói, tôi tên là Nguyên Hòa Hạnh Tử, trước đây cũng từng có người nhận nhầm tôi thành cố giai đồng, nhưng tôi là người Nhật, bản nhân tôi cũng từng được xem ảnh của cố giai đồng, cô ta và tôi quả thực rất giống nhau. Cố Doãn Chi nói khẽ cô xem ảnh của cô ta ở đâu? nguyên hòa hạnh tử nói trương dương ngài chắc hẳn biết hắn hắn đã cho tôi xem cảnh của cố tiểu thư cố doãn chi mất máy môi tiết thế luân ở bên cạnh nói vị tiểu thư này cô là người của gia tộc nguyên hòa nguyên hòa hạnh tử cười nói với tiết thế luân đúng vậy tiên sinh là tiết thế luân mỉm cười nói tôi là bằng hữu của bí thư cố tiết thế luân nói như vậy hiển nhiên là không muốn bại lộ thân phận của mình nguyên hòa hạnh tử cười cười cô ta chào hai người rồi tiếp tục tiến về phía trước cố doãn chi nhìn theo bóng dáng của nguyên hòa hạnh tử cho đến khi bóng của cô ta biến mất khỏi gò đất mới thở dài một tiếng tiết thế luân nói cô ta rất giống dai đồng cố doãn chi gật đầu tâm tình trở nên trầm trọng hơn rất nhiều nói khẽ gặp lại không bằng không gặp chỉ thêm hoài niệm mà thôi tỉnh trưởng chu Hưng dân khi tiệc tối bắt đầu thì làm một bài diễn thuyết kích tình rào rạt sau đó thì nâng cốc chúc mừng Đối lập với vẻ cao hứng phấn chấn của mọi người, Hạng Thành tối nay biểu hiện ra trạng thái vô cùng không vui, nếu không phải Cung Hoàn Sơn nhắc nhở, y thậm chí quên cả chủ động kính rượu Tỉnh trưởng Chu. Chu Hưng dần uống rượu rất ít, có điều y đi đến đâu cũng gọi Trương Dương theo đó, y là có lý do, Trương Dương là bí thư thị ủy Tân Hải, là địa chủ đúng nghĩa, cho nên bảo Trương Dương bồi rượu là đúng, năng lực quản lý của Trương đại quan nhân rốt cuộc thế nào? Đối với việc này có không ít người mang thái độ hoài nghi nhưng nếu nói tử lượng của trương đại quan nhân ở trong thể chế bình trong là số 1 thì tuyệt đối không có bất kỳ ai sẽ tỏ vẻ hoài nghi. Trương Dương tối nay đỡ không ít rượu cho Chu Hương Dân, cũng uống không ít rượu, rất nhiều người đều cho rằng thằng cha này là đang vuốt mông ngựa, nhưng ai cũng đều rất hâm mộ, trong những năm này vuốt mông ngựa cũng phải có quan hệ, anh muốn vuốt cũng chưa chắc đã vuốt được. Và lại tử lượng của Trương Dương là thực lực thật, cho dù cho anh cơ hội vuốt mông ngựa thì anh cũng không có được loại tử lượng nghịch thiên này ai cũng có thể nhìn ra sự thiên vị của Chu Hương Dân đối với Trương Dương, tuy rằng Trương Dương là địa chủ thật, lần Tân Hải bỏ huyện lập thành phố cũng không sai, nhưng hạng thành mới là người đứng đầu Bắc Cảng, người đi bên cạnh phải là hạng thành mới đúng, nhưng Chu Hương Dân căn bản không để hạng thành vào mặt. Thông qua chuyện này, đám quan viên này có thể từ trong đó đọc hiểu rất nhiều sự ảo diệu, có lẽ chuyện này vốn cũng rất phức tạp, có lẽ chuyện này căn bản là rất đơn giản, nhưng thông qua sự đọc hiểu của họ, không có chút ngoại lệ nào sẽ trở nên phức tạp. Phó Bí Thư Thị ủy Tân Hải Tưởng Hồng Cương tối nay phụ trách tiếp đoàn đại biểu thành phố Lam Sơn, hắn tiếp đón khách nhân, đồng thời cũng thủy chung lưu ý tất cả biến hóa ở hiện trường. Hắn nhìn thấy sự thiên vị của Chu Hương Dân đối với Trương Dương, cũng nhìn ra sự xa lánh của Chu Hương Dân đối với Hạng Thành. Sự đọc hiểu về vấn đề này chính là Chu Hương Dân đang cố ý bất hòa với Hạng Thành, tỉnh trường Chu hôm nay từ lúc bắt đầu xuống xe rõ ràng là khó chịu với hạng thành, điều này khiến cho tưởng Hồng Cương nắm chắc được huyền cơ trong đó. Bắc Cảng tương lai có thể sẽ có biến đổi, hạng thành không được sủng ái trước mặt lãnh đạo, thì có nghĩa là tiền đồ của cung Hoàn Sơn tràn ngập biến số, đồng dạng cũng có nghĩa là hắn sẽ có cơ hội, tưởng Hồng Cương thầm vui sướng trong lòng. Cung Hoàn Sơn phụ trách tiếp đãi đoàn đại biểu thành phố Nam Tích, nhìn thấy Chu Hương Dân đối đãi với hạng thành như vậy hắn trong lòng y cũng vô cùng không yên, từ đầu tới cuối, y đều kiên định đứng bên cạnh Hạng Thành, Hạng Thành ở Bắc Cảng kinh doanh nhiều năm, là con lật đật danh phù kỳ thực trên chính đàn Bắc Cảng, nhưng theo sự lui dần của Tiết lão, chính đàn Bình Hải cũng thay cũ đổi mới, địa vị chính trị của Hạng Thành rõ ràng bị ảnh hưởng, nếu nói những lãnh đạo lịch nhiệm trước kia còn nể mặt Tiết lão mà bảo trì vài phần tôn trọng với vị lão đồng chí Hạng Thành này. Nhưng biểu hiện của Chu Hưng dân hôm nay chính là không hề cố kỵ, vị tỉnh trưởng tân nhiệm này căn bản không bận tâm tới cảm thụ của lão đồng chí Thật ra y đối với Trương Dương biểu hiện ra vẻ thiên vị chẳng khác nào đang gián tiếp tát một cái thật mạnh lên mặt ban lãnh đạo Bắc Cảng. Cung Hoàn Sơn bắt đầu cảm thấy hướng gió của chuyện có chút không đúng, lúc trước làm lễ mừng này là ban lãnh đạo Bắc Cảng đề xướng đầu tiên, người khởi xướng là bọn họ, Trương Dương lúc ban đầu cũng không muốn, thậm chí có chút ý tứ không muốn làm, nhưng hôm nay nhân vật chính ngược lại thành hắn, đám lãnh đạo Bắc Cảng bọn họ hoàn toàn đóng vai phụ. Nội tâm Cung Hoàn Sơn rất khó chịu y từ đáy lòng sinh ra một loại cảm giác làm mướn không công, sớm biết chu Hưng dân có thái độ này, bọn họ làm lễ mừng này để làm gì. Không phải ăn no rừng mỡ ư. Trong lòng mọi người đều có một quyển sổ, nếu nói người trong lòng lúc này khó chịu nhất thì phải là hạng thành, hạng thành ở Bắc Cảng đảm nhiệm vị trí của người đứng đầu nhiều năm như vậy, bất kể đi đâu cũng đều là tiền hô hậu ủng, người khác không ai là không nể mặt y, cho dù là chu hương dân là tỉnh trường, anh năm nay mới chỉ hơn 40 tuổi tôi đã sắp 60 rồi, trước mặt nhiều đồng nghiệp như vậy, anh ngay cả một chút tình cảm cũng không lưu lại cho tôi. Bí thư cố, bí thư kiều trước đây, cho dù là bí thư tỉnh ủy đương nhiệm Tống Hoài Minh, có ai mà không nể mặt tôi vài phần, anh cho hết trương dương mặt mũi, chỉ chưa lại cho tôi một cái mông lạnh, chu hương dân anh cũng quá không coi ai ra gì rồi, bực tức thì bực tức, hạng thành cũng không thể không thừa nhận, người ta có lý do để tự đại, quan to hơn một cấp thì đè chết người, cấp bậc của người ta sờ sờ ra đó, khinh thường mình thì mình cũng chẳng làm gì được. Hạng thành tự hỏi có tiết lão làm hậu đài, nhưng nội tình chính trị của gia tộc Chu Thị Y làm sao mà so sánh được, hạng thành lặng lẽ phân tích thái độ của Chu Hưng Dân hôm nay có nghĩa là gì? Chẳng lẽ Chu Hưng Dân đã quyết định đứng trên lập trường của Trương Dương? Chu Hưng Dân kính rượu một vòng, trở lại vị trí của mình, đến phiên thư ký trưởng tỉnh ủy Diêm Quốc Đào đứng dậy đi kính rượu. Đi cùng y còn có mấy vị thường ủy đến từ Bắc Cảng, Hạng Thành là một trong số đó, có cả bí thư ủy ban kỷ luật Trần Cương. Hạng Thành cầm chén rượu lên, bất kể trong lòng y không vui như thế nào thì y vẫn phải kính rượu Chu Hưng Dân, phải áp dụng chủ động, y ngồi xuống bên trái Chu Hưng Dân, chén này vừa bưng lên nửa chừng còn chưa kịp nói gì thì Chu Hưng Dân đã bưng chén của mình lên, người mà y tìm tới là Trần Cương, Chu Hưng Dân mỉm cười nói, lão Trần, đội ngũ cán bộ của Bắc Cảng gần đây xảy ra không ít chuyện, công tác của ủy ban kỷ luật, ủy ban kỷ luật phải tăng mạnh nhé hạng thành rượu bưng lên được một nửa, liền cứ vậy đơ ra đó, mặt cũng đỏ bừng, rất nhanh biến thành tím, nhiều người như vậy đều đang nhìn, chu hưng dân rõ ràng nhìn thấy mình cầm chén rượu lên, nhưng y căn bản chính là cố ý, y căn bản chính là muốn mình mất mặt. Tay cầm chén rượu của hạng thành cứng đờ ra đó. Vào thời khắc mấu chốt bộ trưởng tuyên truyền hoàng bộ thành cầm chén rượu lên nói, bí thư hạng, tôi kính ngài. Y nhìn ra chỗ vi rượu trong đó, hoạn nạn thấy chân tình, vào thời khắc mấu chốt, y phải dũng cảm lao ra đưa thang cho bí thư hạng xuống. Hoàng Bộ Thành tuy rằng lấy hết dũng khí đưa thang ra, nhưng trong lòng y không nghi ngờ gì nữa cũng không yên. Chu Hưng dần giống như không hề lưu ý thấy hành động bên này, y chạm cốc với Trần Cương, uống rượu rồi nói, lão Trần à, chuyện triệu kim khoa triệu kim khoa có kết quả chưa? Trần Cương không ngờ Chu Hưng dân chú ý tới chuyện này như vậy, thậm chí còn nhớ rõ cả tên của Triệu Kim Khoa, Trần Cương không dám chậm trễ, y cung kính nói chuyện này đã có kết quả xử lý bước đầu rồi ạ. À. Chu Hưng dân gật đầu nói, đối đãi với quan viên làm trái pháp luật loạn Kỳ cương, nhất định không thể nuông chiều, bất kỳ sự dung túng nào đối với hành vi không hợp pháp đều là thương tổn đối với người dân, đều là thương tổn đối với quốc gia. Trần Cương nói, tỉnh trưởng Chu yên tâm, tôi sẽ nắm chặt việc kỷ luật cán bộ. Chu Hưng dân kính dựa từng người theo hướng ngược kim đồng hồ, như vậy hạng thành liền biến thành người cuối cùng, hạng thành mang đầy một bụng tức, đi cũng không được mà ở lại cũng không xong, hôm nay vì tỉnh trưởng Chu này căn bản chính là muốn chơi mình. Đến phiên Hoàng Bộ Thành thì Chu Hưng Dân cười cười, vị này là. chương 1667, thái độ rõ ràng một Vốn hạng thành lúc ban đầu đã giới thiệu một lần, có điều ở đây nhiều người như vậy, Chu Hưng Dân cũng không thể nhớ được từng người. Hoàng Bộ Thành vẻ mặt tươi cười nói, tỉnh trưởng Chu, tôi là Hoàng Bộ Thành, của Bộ Tuyên truyền Bắc Cảng. Chu Hưng dân nói, bộ của nguyên địa đạp bộ dẫm trận tại chỗ thành của mã đáo tháp NHC ông. Hoàng bộ thành ngây ra một thoáng, tỉnh trưởng Chu có ẩn ý. Chu Hưng dân cười nói, trong công tác chúng ta cũng không thể dẫm trận tại chỗ mãi được, nếu không thì đến lúc nào mới được mã đáo thành công. Hoàng bộ thành cười cười xấu hổ, mọi người chung quanh cũng cười theo. Người người đều cho rằng tỉnh trưởng Chu đang gõ Hoàng bộ thành, anh có tài gì với năng lực của anh mà cũng dám nhảy ra đưa thang cho hạng thành à. Quả nhiên, Chu Hưng Dân còn nói tiếp, công tác tuyên truyền của đảng là khá quan trọng, nhất định phải làm tốt công tác hướng phát triển của dư luận, phải mở rộng triển lãm hình tượng của chính phủ. Hoàng Bộ Thành liên tục gật đầu. Chu Hưng Dân nói, một đoạn thời gian trước đây có rất nhiều đồn đại bất lợi về Bắc Cảng, rất nhiều người đều đang nói Thái Hồng xây nhà máy ở Bắc Cảng sẽ mang đến ô nhiễm nghiêm trọng, đây là các anh không làm tốt tuyên truyền, Phát triển công nghiệp liên quan tới ô nhiễm công nghiệp phải trình bày rõ cho người dân, đừng để người dân vừa nghe đến xây nhà máy là giống như có mãnh thú hồng thủy tới. Nếu các anh có thể nghiêm túc thu thập một chút tư liệu, làm tốt công tác tuyên truyền để mỗi người đều có thể nhận thức được liên hệ chân chính giữa phát triển công nghiệp và ô nhiễm. Như vậy cũng sẽ không có nhiều lời đồn vô căn cứ như vậy. Mồ hôi trên trán Hoàng Bộ Thành Túa ra, y thật sự không rõ Chu Hưng Dân có ý gì. Chu Hưng Dân rốt cuộc là lên tiếng cho Thái Hồng hay là đơn thuần mượn chuyện này để nói mình vài câu. Tâm tư của tỉnh trưởng không phải hắn có thể nhìn ngẫm thấu. Hoàng Bộ Thành cho rằng Chu Hưng Dân sở dĩ phê bình hắn ở trước mặt mọi người, không phải bởi vì hắn công tác bất lực mà là vì hắn vừa rồi kính rượu hạng thành. Sau khi tiệc tối chấm dứt, hạng thành từ bỏ ý định tới chỗ ở của Chu Hưng Dân, chờ sau khi tỉnh trưởng Chu Hưng Dân rời tiệc, y đã tới ô tô của mình, chuẩn bị rời khỏi Tân Hải trở về Bắc Cảng. Hạng Thành vừa đi tới trước xe thì thị trưởng Cung Hoàn Sơn đuổi theo, ở sau lưng hô: "Bí thư Hạng." Bước chân của Hạng Thành dừng lại một chút, Cung Hoàn Sơn bởi vì đuổi theo quá nhanh, nói chuyện có chút thở dốc: "Bí thư Hạng, chúng ta không phải đã nói tới chỗ tỉnh trưởng Chu Ư?" Hạng Thành lắc đầu: "Người tôi có chút không khỏe, muốn trở về nghỉ ngơi một chút." Cung Hoàn Sơn nhìn nhìn sắc mặt âm trầm của Hạng Thành, lập tức minh bạch, Hạng Thành không phải thân thể không thoải mái mà là trong lòng y không thoải mái. Cung Hoàn Sơn nói, vậy ngày mai Hạng Thành nói sáng mai tôi sẽ tới đây. Khi nói câu này, trong lòng Hạng Thành tràn ngập bi ai. Mình tuy rằng là người đứng đầu Bắc Cảng, nhưng chu hương dân căn bản không có không để mình vào mắt. Bất kỳ quan viên nào cũng có một mặt phong quang, đồng dạng cũng có một mặt xấu hổ. Bình thường đám quan viên Bắc Cảng đều chỉ nhìn thấy một mặt phong quang của mình, chỉ thấy trộm ăn thịt, không thấy trộm bị đánh. Hôm nay nhiều người như vậy đều nhìn thấy mình mất mặt bị Chu hưng Dân phớt lờ, hạng thành lại không có chỗ phát tiết, y rất muốn từ giờ trở đi chẳng quan tâm tới chuyện lễ mừng nữa, nhưng y lại không thể, cấp bậc quyết định, Chu Hương Dân có thể làm mặt lạnh với y, nhưng y vẫn phải tươi cười đón chào Chu Hương Dân. Cung Hoàn Sơn có thể thông cảm cho sự bất đắc dĩ của hạng thành, hắn nói khẽ, được rồi, bí thư hạng, ngài trở về nghỉ ngơi đi, nếu có chuyện gì tôi sẽ điện thoại cho ngài. Hạng thành gật đầu, Y tựa hồ nhớ tới gì đó, tỉnh trưởng Chu hôm nay đi đường xa mệt mỏi, các anh cũng đừng tới quấy rầy Y, tiếp đón tốt lãnh đạo thành thị huynh đệ, chúng ta là chủ nhân, nhất định không thể mất lễ tiết. Cung Hoàn Sơn tối hôm đó quả nhiên không tới chỗ Chu Hưng Dân, một là vì hạng thành đã nhắc, còn có một điểm quan trọng hơn, nhìn thấy hạng thành bị lạnh nhạt, Cung Hoàn Sơn đương nhiên cũng không có tâm tình đi chuốc lấy xui xẻo. Chu Hưng Dân rời khỏi khá sớm, vừa ly khai nhà khách thị ủy liền nhận được điện thoại của lão tổng tập đoàn Thái Hồng Triệu Vĩnh Phúc, Triệu Vĩnh Phúc muốn vào tối hôm đó gặp y. Chu Hưng Dân và Triệu Vĩnh Phúc đã quen nhau từ trước, nhạc phụ của Triệu Vĩnh Phúc chính là Giang Đạt Dương, một trong những nguyên lão của chính đàn, bản thân Triệu Vĩnh Phúc cũng là đãi ngộ cấp phó tỉnh, trên thực tế chính là một người trong quan trường, tuy rằng phạm vi quyền lực của y hiện tại chỉ ở trong xí nghiệp, nhưng có thể trưởng quản vương quốc xí nghiệp như Thái Hồng thì sự to lớn của quyền lực cũng không thể nghi ngờ, trước mắt nhân số công nhân viên chức của Thái Hồng đã đạt tới khoảng 15 vạn. Ở trong các xí nghiệp trong nước cũng được cho hàng mẫu công nghiệp. Chu Hưng dân rất khoái trá đáp ứng yêu cầu gặp mặt của Triệu Vĩnh Phúc, khi y tới nhà để xe thì phát hiện xe Mercedes của Triệu Vĩnh Phúc đã đô ở đó, cùng đi với Triệu Vĩnh Phúc còn có phó thị trưởng thành phố Bắc Cảng Hứa Khôn, Hứa Khôn là phó thị trưởng chủ quản văn giáo vệ sinh của Bắc Cảng, theo lý thuyết thì vốn không phải là hắn phụ trách tiếp đãi Triệu Vĩnh Phúc, nhưng vừa hay là con trai của hứa khôn công tác tại tập đoàn Thái Hồng, cho nên hứa khôn muốn mượn cơ hội lần này để tiếp cận Triệu Vĩnh Phúc và trèo kéo quan hệ với y. Hạng thành biết tâm tư của hắn, dứt khoát giao nhiệm vụ tiếp đái Triệu Vĩnh Phúc cho hắn. Cho nên đoạn thời gian gần đây hứa khôn quả thực thành người hầu của Triệu Vĩnh Phúc, cơ hồ là một tấc cũng không rời. Chu Hưng dân nhìn thấy Triệu Vĩnh Phúc đã chờ ở đây, không khỏi bật cười, y đi tới, bắt tay với Triệu Vĩnh Phúc để Triệu Tổng đợi lâu. Triệu Vĩnh Phúc cười ha ha, nói, người chờ được tỉnh trưởng Chu tiếp kiến xếp thành hàng dài, tôi chờ trong chốc lát như vậy có tính là gì? Chu Hưng dân mỉm cười nói, tôi cũng không có phách lối như vậy đâu. Y chỉ chỉ vào cửa phòng rồi nói, chúng ta vào trong nói chuyện. Triệu Vĩnh Phúc và Chu Hưng dân sóng vai đi vào biệt thự, phó thị trưởng Bắc Cảng hứa khôn không vào theo, chút tầm mắt này Y vẫn có. Triệu Vĩnh Phúc đêm khuya tới đây bái phòng Chu Hưng dân khẳng định là có chuyện quan trọng cần bàn, nếu là chuyện quan trọng, đương nhiên càng ít người biết càng tốt, loại cấp bậc như mình căn bản không trèo theo được, so với đi vào làm chướng mắt, chẳng tha thật thà rời đi. Hắn lấy cớ đi xem tình huống chiêu đãi, không vào biệt thự. Phía Tân Hải đặc biệt cung cấp cho tỉnh trưởng Chu Hưng dân hai ngôi sao nhân viên phục vụ để chiếu cố việc ăn uống ngủ nghỉ của y, một người trong đó chính là cảnh minh minh trước đây từng chiếu cố Trương Dương, cảnh minh minh tới pha trà, sau đó rất biết điều đi ra ngoài. Thư ký của Chu Hưng Dân cũng không đi vào, trong phòng khách lớn chỉ còn lại có hai người Triệu Vĩnh Phúc và Chu Hưng Dân. Triệu Vĩnh Phúc nhìn hoàn cảnh bên trong một chút rồi mỉm cười nói, không ngờ điều kiện tiếp đãi của phía Tân Hải tốt như vậy. Chu Hưng Dân nói, khu biệt thự này trước đây là viện gia thuộc huyện ủy Tân Hải. Triệu Vĩnh Phúc ồ một tiếng, cảm thấy ngạc nhiên nói, tiêu chuẩn ăn ở của đám cán bộ Tân Hải này cũng không thấp, so với rất nhiều lãnh đạo tỉnh còn hoành tráng hơn nhiều. Những lời này của y tràn ngập ý trào phúng và xúi dục. Chu Hưng Dân cười nói, cái khác không nói, chỗ ở của tôi ở Đông Giang so với điều kiện nơi này thì kém hơn nhiều. Triệu Vĩnh Phúc uống ngụm trà rồi nói, thật ra không chỉ Tân Hải là như thế này, tôi phát hiện rất nhiều địa phương cũng đều có hiện tượng này, quy mô của chính phủ huyện còn lớn hơn cả chính phủ thành phố, quy mô của chính phủ thành phố hơn xa chính phủ tỉnh, điều kiện làm công thì cải thiện nhưng năng lực quản lý chưa chắc đã được đề cao bao nhiêu. Chu Hưng Dân tỏ ý công nhận với những lời này của Triệu Vĩnh Phúc. Y nói khẽ, rất nhiều cán bộ hiểu lầm cái chữ công này, cho rằng chỉ cần là mình không đút tiền vào túi mình, chỉ cần tiêu tiền vào chỗ sáng, dùng vào việc công là không thẹn với lương tâm, nhưng bọn họ không hề cân nhắc tới tiền này có phải là tiêu trên lưỡi dao hay không, tiền tiêu rốt cuộc là mang lại được lợi ích gì cho mảnh đất này, cho người nơi này. Ngón tay Chu Hương Dân nhẹ nhàng gõ lên tay vịn của ghế, nói, một trong những công tác của chúng ta là phải thay đổi nhận thức và thái độ của quan viên. Triệu Vĩnh Phúc mỉm cười nói, là nhiệm vụ của các anh, tôi là người quản lý xí nghiệp." Chu Hưng Dân nói, "Xí nghiệp và quan trường không khác nhau là bao cả, chúng ta đều làm công tác quản lý, đơn giản là anh ở Thái Hồng nói 102, quyền lực tập trung hơn một chút." Triệu Vĩnh Phúc cười nói, "Tỉnh trường Chu, anh giống như đang quanh co lòng vòng nói tôi chuyên quyền." Chu Hưng Dân bật cười ha ha, sau khi tiếng cười bình ổn mới nói, "Triệu tổng, anh tối nay tới đây chỉ sợ là không phải chỉ đàm luận đạo quản lý với tôi đúng không?" Triệu Vĩnh Phúc gật đầu, ở trước mặt loại nhân vật có cấp số chính trị như Chu Hưng Dân quanh co lòng vòng quả thực là không cần thiết. Triệu Vĩnh Phúc nói, vẫn là vì chuyện Thái Hồng xây nhà máy. Chu Hưng Dân nói, Triệu tổng, chuyện Thái Hồng xây nhà máy không phải đã định ra rồi ư? Chương 1668, thái độ rõ ràng hai. Triệu Vĩnh Phúc thở dài nói, làm việc tốt thường gian nan, vốn đã hiệp thương tốt với phía Bắc Cảng rồi, chỉ thiếu mỗi nước ký hợp đồng cuối cùng, nhưng không ngờ vào thời điểm cuối cùng sinh ra sinh ra khúc chiết. Chu Hưng dân cười cười, y vô cùng hiểu rõ chân tướng của chuyện này, là phía đương sự, Trương Dương và Triệu Vĩnh Phúc ở trước mặt y đều nói theo phương hướng có lợi cho mình, không ai chủ động nói mình không phải. Triệu Vĩnh Phúc nhìn thấy Chu Hưng dân bật cười, y cũng không khỏi bật cười, tỉnh trưởng Chu chắc hẳn cũng đã tìm hiểu về chuyện này, vậy tôi cũng không cần nhiều lời. Chu Hưng Dân nói, tôi chỉ nghe thấy lời nói của một bên, muốn tìm hiểu toàn cảnh chuyện này phải nghe ý kiến từ nhiều phương diện, chuyện anh nói đối với tôi cũng rất quan trọng. Triệu Vĩnh Phúc cười nói, tỉnh trưởng Chu sẽ không cảm thấy tôi đang bàn lộng thị phi chứ. Chu Hưng Dân lắc đầu nói, thật ra chuyện này không tồn tại nguyên tắc thị phi gì cả, điểm xuất phát của anh là vì phát triển về sau của Thái Hồng, mà điểm xuất phát của Trương Dương là vì phát triển của Tân Hải, mâu thuẫn giữa các anh xét đến cùng là ở chỗ, tư tưởng phát triển trong tương lai của các anh xung đột với nhau, trong chuyện này cũng không tồn tại bất kỳ tư lợi gì, cũng không có tư tâm quấy phá, cho nên chuyện không phức tạp, rất dễ giải quyết. Triệu Vĩnh Phúc nói, sở dĩ sở dĩ quyết định xây phân nhà máy ở Bắc Cảng, vốn là bí thư tống giật dây Bắc Cầu, mà mấy vị lãnh đạo phía Bắc Cảng cũng biểu hiện ra thành ý của bọn họ một cách rất rõ ràng, điều kiện mà bọn họ đáp ứng tôi vô cùng hậu đãi, khiến tôi không thể cự tuyệt. Y rất đúng lúc đưa Tống Hoài Minh ra, y là đang nói với Chu Hưng Dân, là các anh mời tôi tới, cũng không phải là tôi chủ động tới đây đầu tư. Chu Hưng Dân nói, chỉ là bởi vì họ điều kiện hậu đãi của bọn họ, thì Triệu Tổng sẽ không lựa chọn cuối cùng xây nhà máy ở Bắc Cảng đâu. Anh là một vị xí nghiệp ra tiếng tăm lừng lẫy trong nước, mỗi một bước kinh doanh của anh đều được tính toán rất chuẩn. Anh là nhìn chúng vị trí địa lý tiện lợi và điều kiện nhân công xung quanh của Bắc Cảng. Đến Bắc Cảng anh có thể giảm bớt phí tổn vận chuyển khoáng thạch, có thể hạ thấp giá nhân công, triệu tổng, anh có thừa nhận hay không thiết lập phân nhà máy ở bắc cảng bất kể là đối với bắc cảng hay là đối với thái hồng mà nói đều là một chuyện xong thắng nếu là hợp tác hai bên cùng có lợi trên đời này không ai cam tâm đi buôn bán lỗ vốn cả triệu vĩnh phúc bật cười ha ha chủ hưng dân trước giờ luôn rất thẳng thắn thực tế đây là tranh lệch trình độ lãnh đạo đám lãnh đạo bắc cảng đó ở trước mặt triệu vĩnh phúc vì chung đều lộ ra tư thái không ngẩng đầu lên được bọn họ coi triệu vĩnh phúc là thần tài trong lòng kính úy triệu vĩnh phúc có thừa sợ không cẩn thận đắc tội với người ta rồi, một khoản đầu tư lớn như vậy sẽ gà bay trứng vỡ. Đối với điều kiện mà Triệu Vĩnh Phúc đề xuất, trên cơ bản sẽ không cự tuyệt, trên thực tế trong mặt lãnh đạo Bắc Cảng, Triệu Vĩnh Phúc cũng đề xuất điều kiện quá đáng gì. Chu Hưng Dân thì khác, y vừa vào đã chỉ ra hợp tác xây nhà máy là song thắng, không phải ai chiếm tiện nghi của ai. Chu Hưng Dân ở trước mặt Triệu Vĩnh Phúc cường điệu là hai bên hợp tác, chẳng khác nào đặt mọi người ở một vị trí công bằng, cũng là huyền chuyển nói với Triệu Vĩnh Phúc rằng, anh tới Bắc Cảng đầu tư xây nhà máy là kinh doanh cần thiết, là để kiếm tiền, không phải tới đây trợ giúp phụng hiến tình yêu. Nếu ở trước mặt những người khác, Triệu Vĩnh Phúc có lẽ đã sớm tung ra uy hiếp, nhưng ở trước mặt Chu Hưng Dân, nếu nói ra những lời này thì khẳng định sẽ làm trò cười cho người trong nghề. Đến tầng thứ như Triệu Vĩnh Phúc, nhìn thấy người nào, gặp ai nói kiểu nấy đã là tố chất cơ bản nhất, Triệu Vĩnh Phúc nói tỉnh trưởng Chu, anh nói đúng, mục đích hợp tác của mọi người chính là song thắng, xây nhà máy ở Bắc Cảng. Chúng tôi đã trải qua luận chứng nhiều mặt và điều tra trường kỳ, vì điều này đã mất rất nhiều tinh lực và công sức. Cuối cùng lựa chọn xây nhà máy ở góc thương gia, ban lãnh đạo thành phố Bắc Cảng ngay từ đầu đã đáp ứng, nhưng chúng tôi lại gặp trở ngại ở chỗ Trương Dương. Chu Hưng Dân nói, hắn phản đối các anh cũng có thể hiểu được, anh ngẫm lại đi, nếu cắt một khoảng đất trong nhà máy của các anh để xây khu bảo lưu thuế nhập khẩu, anh có nguyện ý hay không? Triệu Vĩnh Phúc đã nhận thấy được Chu Hưng Dân rõ ràng nghiêng về phía Trương Dương, y bắt đầu ý thức được chuyện của góc thương gia không xong rồi, Chu Hưng Dân 89 phần 10 sẽ đứng ở trên lập trường của Trương Dương. Triệu Vĩnh Phúc nói, tỉnh trưởng Chu, tin tức tối nay anh đã xem chưa? Chu Hưng Dân hơi ngẩn ra, không biết Triệu Vĩnh Phúc hiện tại nhắc tới chuyện này rốt cuộc là có ý gì. Triệu Vĩnh Phúc nói, tôi trước khi đến đã xem tin tức Bắc Cảng tối nay, trong đó đặc biệt phát một chuyên đề nhằm vào Thái Hồng ánh mắt Chu Hưng dần ít nhiều lộ ra vẻ kinh ngạc, căn cứ vào tình huống mà y biết, ban lãnh đạo Bắc Cảng rất hữu hảo với Triệu Vĩnh Phúc, chính là bọn họ khao khát Thái Hồng xây nhà máy ở đây, cho nên mới tạo thành mâu thuẫn giữa bọn họ và Trương Dương. Tin tức của Bắc Cảng đại biểu cho hướng đi tuyên truyền của Bắc Cảng chặt chẽ nằm trong tay ban lãnh đạo Bắc Cảng, nếu Triệu Vĩnh Phúc nói thật, như vậy chứng minh bên trong ban lãnh đạo Bắc Cảng cũng xuất hiện nốt nhạc không hài hòa. Triệu Vĩnh Phúc nói, tỉnh trưởng Chu, hai ngày trước đài truyền hình Trung ương trong tiêu điểm trong ngày đã phát một kỳ chuyên đề về một số tình huống của Thái Hồng trong quá khứ. Tôi thừa nhận có một số việc trong tin tức đã từng phát sinh. Nhưng Thái Hồng chúng tôi hiện tại đã hoàn toàn đổi mới. Nhất là phương diện ô nhiễm công nghiệp, thay đổi mà chúng tôi làm ra là cực lớn. Để cải thiện tình trạng ô nhiễm công nghiệp, chúng tôi đã bỏ ra rất nhiều tài lực và nhân lực. Ba năm nay, chúng tôi bỏ kinh phí nhiều nhất ở phương diện ô nhiễm, khu nhà máy của chúng tôi ở Nam Võ, hiện tại là cây xanh vây quanh cỏ xanh khắp nơi con sông bị ô nhiễm cũng đã được làm sạch tôi dám nói hiện tại không khí của khu nhà máy của chúng tôi so với không khí nội thành nam võ còn tốt hơn ai bảo chúng tôi là đại hộ ô nhiễm đó đều là quan niệm cũ ấn tượng cũ chu hưng dân bật cười hắn thuận theo lời nói của triệu vĩnh phúc mà hỏi ngược lại ai nói các anh là đại hộ ô nhiễm nếu bí thư tống cho rằng các anh là đại hộ ô nhiễm vì sao lại cực lực thúc đẩy quan hệ thái hồng và bắc cảng Triệu Vĩnh Phúc nói, không dám giấu anh, trong đoạn thời gian gần đây, tâm tình của tôi cực độ buồn bực. Lời đồn chuyện nhảm nhằm vào Thái Hồng của chúng tôi ùn ùn kéo tới, tỉnh Trường Chu, tôi đồng ý với những lời nói vừa rồi của anh, Thái Hồng tới Bắc Cảng, cũng không phải tới chiếm tiện nghi của Bắc Cảng, cũng không phải là tới bố thí cho Bắc Cảng, mà là muốn nhu cầu cộng thắng. Danh dự đối với xí nghiệp mà nói có nghĩa là sinh mệnh, tôi không thể dễ dàng tha thứ cho hành vi ở sau lưng bôi nhọ danh dự của chúng tôi. Chu Hưng Dân nói: "Triệu tổng, nếu mọi người đều muốn cộng thắng, đều muốn thuận lợi thúc đẩy hợp tác lần này thành công, như vậy thì phải bình tĩnh, buông bỏ thành kiến và đối địch lẫn nhau, tìm kiếm lợi ích chung của hai bên, cũng chỉ có như vậy mới có thể trở lại quỹ đạo chính xác." Triệu Vĩnh Phúc nói: "Tôi cũng không đối địch với Bắc Cảng, đối với Tân Hải cũng vậy, nếu nói chúng tôi có mâu thuẫn thì như vậy mâu thuẫn chính là ở góc thương gia." Chu Hưng Dân nói: "Triệu tổng, thực không dám giấu." Trước đó tôi rất chú ý tới tình huống phát sinh ở nơi này, vốn tôi lần này có thể không đến, tỉnh Lý còn có rất nhiều công tác phải làm, nhưng cân nhắc đến chuyện xảy ra ở bên này, tôi cảm thấy mình vẫn phải đích thân tới một chuyến, bàn kỹ càng với các anh. Chu Hưng dân nâng chung trà lên, uống ngụm trà, sau khi hơi tạm dừng thì tiếp tục nói, tôi trước đây cũng học công nghiệp, cũng có chút tìm hiểu về ngành sản xuất sắt thép, theo sự phát triển của thời đại, công nghệ tiến bộ, ô nhiễm xí nghiệp sắt thép đã được khống chế hữu hiệu, nhưng cách cái gọi là ô nhiễm bằng không thì còn cả một con đường dài trong chuyện công nghiệp tôi ở trước mặt chuyên gia như anh thì không cần múa búa trước cửa lỗ ban nhưng đối với phương diện phát triển quy hoạch thành thị tôi cũng có một số tâm đắc tôi không biết anh có đọc qua quy hoạch khu bảo lưu thuế nhập khẩu của tân hải chưa tôi đề nghị anh nên đọc đi quy hoạch của bọn họ làm rất khá rất có tính khai thác tôi có thể nói đặt bản quy hoạch này ở toàn quốc thậm chí là trong phạm vi thế giới cũng được cho là nhất lưu nếu bản quy hoạch này của bọn họ có thể thực hiện được, bất kể là đối với Tân Hải, đối với Bắc Cảng hay là đối với toàn bộ Bình Hải đều có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Tôi nói như vậy, cũng không phải là chuyện Thái Hồng xây nhà máy không quan trọng, nhưng sự nghiệp là của chúng ta quan trọng nhất là quy hoạch, có thể xúc tiến lẫn nhau, có thể sống nhờ vào nhau, nhưng tuyệt đối không để ảnh hưởng lẫn nhau. Triệu Vĩnh Phúc nói, Tình trưởng Chu cho rằng sự tồn tại của Thái Hồng chúng tôi ảnh hưởng đến sự phát triển của Bắc Cảng. Y cũng không nói hết, Ẩn ý chính là, anh nếu cho rằng như vậy thì tôi có thể chọn nơi khác để xây nhà máy, không cần thiết phải tìm một cái cây rồi thắt cổ chết ở Bình Hải các anh. Chu Hưng Dân nói, đều rất quan trọng, tôi không thể nhận định khu bảo lưu thuế nhập khẩu và Thái Hồng cái nào quan trọng hơn, sự tồn tại của khu bảo lưu thuế nhập khẩu chỉ là một quy hoạch trong ý tưởng. Mà Thái Hồng là giá trị thật sự có thể nhìn thấy, trong lòng tôi, cái trước có nghĩa là tương lai tốt đẹp, cái sau có nghĩa là hiện tại thực tế, chúng ta phải làm chắc chắn bằng không sẽ té ngã, chúng ta cũng phải hướng ánh mắt ra xa, bằng không tám phần 10 là sẽ đi nhầm đường, hai chuyện đều rất quan trọng, chưa chắc đã là không thể đặt cùng một chỗ. chương 1669, Thái độ rõ ràng 3 Triệu Vĩnh Phúc mỉm cười nói, tỉnh trưởng Chu là đang nói cho tôi biết một núi không thể dung hai hổ. Chu Hưng dân cười ha ha, nói, phải nói khu bảo lưu thuế nhập khẩu và phân nhà máy của Thái Hồng có lực kéo rất mạnh, tôi muốn bảo các anh bảo trì cự ly mới có thể sinh ra hiệu quả và lợi ích lớn hơn nữa sức ảnh hưởng lớn hơn nữa cũng có thể cho các anh có không gian riêng đầy đủ để phát triển hai con cá lớn nếu cứ cùng ăn một bát cơm kết quả cuối cùng sẽ là một con ăn no còn một con đói cũng có thể là hai con đều chỉ ăn no một nửa còn có một loại khả năng đó chính là cái bát sẽ vỡ chẳng con nào ăn được gì cả hai đều đói rõ ràng là người một nhà bên cạnh còn có rất nhiều bát cơm vì sao cứ phải cắm đầu vào cái chỗ đó Triệu Vĩnh Phúc nói, tỉnh trưởng Chu, ý của anh tôi rõ rồi, góc thương gia không thể dung được cả Thái Hồng và khu bảo lưu thuế nhập khẩu tồn tại đồng thời, như vậy ở trong lòng anh, rốt cuộc hướng về ai? Triệu Vĩnh Phúc khi những lời này thật ra đã đoán được đáp án. Chu Hưng Dân nói, tôi chỉ có thể lên tiếng từ góc độ phát triển của thành thị, nếu Thái Hồng thiết lập phân nhà máy ở góc thương gia, về sau không gian phát triển của các anh sẽ rất nhỏ, bởi vì thành thị nhất định là phải phát triển, Bắc Cảng sẽ phát triển, Tân Hải cũng sẽ phát triển mặc dù là mặc dù là Thái Hồng lấy được khối đất của góc thương gia, không gian phát triển cũng nhất định sẽ bởi vì sự trưởng thành của thành thị mà không ngừng chịu chèn ép, cuối cùng xí nghiệp các anh sẽ gặp phải gì? Là xây lại phân nhà máy, đầu nhập lại từ đầu, điều này đối với một xí nghiệp mà nói thì không phải là một chuyện tốt. Triệu Vĩnh Phúc không nói gì, những lời nói của Chu Hưng Dân không nghi ngờ gì nữa là sự thật, y đã sớm ý thức được điểm này, cho nên y chế định phương pháp thận trọng từng bước trước tiên bắt lấy góc thương gia, sau đó lại lợi dụng lợi thế trong tay để tranh thủ từ chỗ chính phủ thành phố Bắc Cảng đạt được nhiều đất hơn. Nhưng bước đầu tiên của y đã gặp trở ngại. Chu Hưng dân nói, so sánh với hiện tại, tôi trọng thị ngày mai sẽ thế nào hơn? Tất cả những gì mà chúng ta làm hiện tại đều là chuẩn bị cho ngày mai tốt đẹp hơn, không ai có thể vĩnh viên ở mãi trên chức vị này, tôi không được, anh cũng không được, rồi sẽ có một ngày có người thay thế vị trí của chúng ta, sự nghiệp của đảng chính là chạy tiếp sức, truyền gậy truyền đuốc cho nhau, phải giúp quốc gia của chúng ta bảo trì được sự phát triển cao mà ổn định, nhất định phải bảo đảm chúng ta truyền gậy không được sai lầm, như vậy thì người phía sau mới có thể dồn được tinh lực tốt mà tiến tới trước. Chứ không phải là bắt họ đi sửa chữa sai lầm mà chúng ta đã phạm phải. Triệu Vĩnh Phúc nở nụ cười thản nhiên, lời nói của tỉnh trưởng Chu thật sự là tuyên truyền giác ngộ. Chu Hưng Dân nói, tôi chỉ là thảo luận với Triệu tổng thôi, trên quản lý thì anh còn là tiền bối của tôi. Tôi có rất nhiều chỗ cần phải học tập anh. Triệu Vĩnh Phúc nói, không dám, không dám. Tỉnh trường Chu, lời nói của anh tôi sẽ cân nhắc tử tế. Chu Hưng dân cười nói, tôi vẫn hy vọng Thái Hồng có thể thuận lợi đặt ở Bắc Cảng. Hy vọng sự hợp tác của chúng ta có thể tiến sâu hơn. Tôi lúc này có thể hứa hẹn với anh. Tôi trong tình huống có thể sẽ cung cấp tiện lợi lớn nhất cho Thái Hồng. Chính sách nhất định sẽ khiến anh hài lòng. Triệu Vĩnh Phúc cười cười gật đầu, lúc này tâm tình cực kỳ phức tạp. Y tin Chu Hưng Dân muốn giữ Thái Hồng lại ở Bình Hải, nhưng Thái Hồng đối với Y hiển nhiên không phải là cần thiết. Cái gọi là cung cấp tiện lợi lớn nhất của Chu Hưng Dân là có điều kiện tiên quyết. Thái độ của Chu Hưng Dân rất rõ ràng, giữa Thái Hồng và khu bảo lưu thuế nhập khẩu Y lựa chọn khu bảo lưu thuế nhập khẩu. Triệu Vĩnh Phúc ý thức được đã đến lúc phải cáo từ, Y đứng dậy lễ phép nói lời từ biệt với Chu Hưng Dân. Chu Hưng Dân tiến Triệu Vĩnh Phúc ra ngoài cửa, sau khi nhìn Triệu Vĩnh Phúc lên xe rời đi mới trở về Chu Hưng Dân ngồi trên sofa, cầm điều khiển mở TV, TV đang chiếu tin tức tối của Bắc Cảng, chủ đề là chuyện ghi tới thị sát Tân Hải. Chu Hưng Dân còn chưa nghe được bao nhiêu thì Diêm Quốc Đào đã gọi điện thoại tới, hỏi y ngủ chưa, nghe nói Chu Hưng Dân chưa ngủ, Diêm Quốc Đào đề xuất tới tán gẫu vài câu. Chu Hưng Dân bảo cảnh minh minh pha lại ấm trà, trà vừa mới đưa lên thì Diêm Quốc Đào cũng tới, y vừa mới tắm rửa xong, tóc vẫn còn ướt. Chu Hưng Dân nói, lão Diêm, ngồi đi, mắt lại nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Diêm Quốc Đào ngồi xuống bên cạnh Chu Hưng Dân, cùng Chu Hưng Dân xem TV một lát, tin tức tối đã kết thúc, theo sau là một chuyên đề về ô nhiễm công nghiệp. Sau khi chuyên đề phát xong, Chu Hưng Dân mới lắc đầu nói, loại tin tức này tính châm trích quá mạnh mẽ, rất dễ tạo thành hiểu lầm của quần chúng đối với Thái Hồng, thậm chí sẽ sinh ra tâm lý mâu thuẫn. Diêm Quốc Đào cười nói, trước khi tôi đến Tân Hải cũng không ngờ chuyện này lại sôi nổi đến vậy chu hưng dân nhìn diêm quốc đào một cái lão diêm à lão diêm anh không ngờ dùng từ sôi nổi để hình dung chuyện này anh còn ngại chuyện bên này không đủ loạn ư diêm quốc đào nói nhìn thấy cán bộ trẻ tuổi cấp ban huyện như đấu đá túi bụi với cán bộ cấp phó tỉnh như triệu vĩnh phúc hơn nữa còn tựa hồ còn chiếm ưu thế gọi là sôi nổi cũng đâu quá đáng chu hưng dân nói anh nếu cảm thấy sôi nổi vậy thì anh nói đi trong lòng anh nghiêng về ai diêm quốc đào cười nói không nói tới nghiêng về ai Trương Dương và Triệu Vĩnh Phúc căn bản không phải là đối thủ cùng một cấp số, giống như là một tay quyền anh hạng nhẹ đi vượt cấp khiêu chiến với quyền vương hạng nặng vậy, dựa theo tâm lý bình thường thì đương nhiên là đồng tình với kẻ yếu. Chu Hưng Dân nói, anh cho rằng Trương Dương là kẻ yếu ư? Diêm Quốc Đào nói, ngoài mặt thì quả thực là vậy. Chu Hưng Dân lắc đầu, hiển nhiên không đồng ý với cách nói này của Diêm Quốc Đào. Xiêm Quốc Đào nói, giữa Trương Dương và Triệu Vĩnh Phúc cũng không chỉ là vì tranh một khối đất mà kịch liệt như vậy, giữa bọn họ sớm đã có mâu thuẫn rồi. Chu Hưng dần hơi ngẩn ra, y biết Xiêm Quốc Đào trước đây công tác nhiều năm ở Vân An, vô cùng quen thuộc đối với Triệu Vĩnh Phúc, Chu Hưng Dân nói, rốt cuộc là sao? Xiêm Quốc Đào thở dài, đem ân oán giữa và Trương Dương kể lại một lần, trong đó tất nhiên nhắc tới đứa con trai Triệu Quốc Lương của Triệu Vĩnh Phúc đã chết dưới xe của Trương Dương đồng thời cũng nhắc tới thảm kịch sân thể dục sập năm đó phát sinh ở đông giang chu hưng dân không biết đoạn cố sự này nghe diêm quốc đào nói như vậy mới hiểu được triệu vĩnh phúc vì sao cứ kiên trì như vậy trong chuyện góc thương gia chu hưng dân nói lão diêm à anh dùng góc độ của một người bàng quan mà xét thì giữa triệu vĩnh phúc và trương dương anh rốt cuộc ủng hộ người nào diêm quốc đào nói tôi ủng hộ trương dương chu hưng dân vốn cho rằng y sẽ hàm cho qua nhưng không ngờ thái độ của diêm quốc đào rõ ràng như vậy y không khỏi cười nói vì sao diêm quốc đào nói tôi đã đọc quy hoạch của khu bảo lưu thuế nhập khẩu rồi thực sự rất hoàn mỹ nếu xây dựng phân nhà máy sắt thép ở góc thương gia khẳng định sẽ ảnh hưởng đến xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu hơn nữa hai hạng mục xây dựng cỡ lớn ở gần nhau như vậy nếu thực sự trở thành hiện thực như vậy về sau không gian mở rộng của bọn họ đều sẽ bị ảnh hưởng hơn nữa thái hồng chọn chỗ xây nhà máy quả thực rất không đúng chỗ Cách vị trí trung tâm của Bắc Cảng và Tân Hải quá gần, thành thị phát triển. Nhất thể hóa đã thành xu thế tất nhiên, nếu để Thái Hồng xây nhà máy ở góc thương gia, vừa hay sẽ rạch ra một đường ranh giới giới định giữa Bắc Cảng và Tân Hải, chẳng những bất lợi đối với sự phát triển của bản thân hắn, cũng sẽ ảnh hưởng đến tiến trình nhất thể hóa trong tương lai của Bắc Cảng và Tân Hải. Chu Hưng Dân gật đầu nói, "Lão Diêm à, nhưng lời mà anh nói cũng là những gì mà tôi muốn nói. Vừa rồi khi tôi bàn với Triệu Vĩnh Phúc, đã đem tất cả những này đạo lý ra nói cho hắn nghe. Diêm Quốc Đào nói, Triệu Vĩnh Phúc nếu là một người lãnh đạo có lý trí thì y sẽ không tiếp tục kiên trì trong chuyện này. Chu Hưng Dân nói, cá tôi cũng muốn, tay gấu tôi cũng muốn, thật ra Thái Hồng và khu bảo lưu thuế nhập khẩu hoàn toàn có thể cùng tồn tại. Y không nói hết lời, từ sau khi biết được giữa Triệu Vĩnh Phúc và Trương Dương còn có ân oán tư nhân, ấn tượng của Chu Hưng Dân đối với Triệu Vĩnh Phúc cũng suy giảm mạnh y bắt đầu ý thức được Triệu Vĩnh Phúc lựa chọn phải làm để xây nhà máy. Mục đích có lẽ không phải là đơn thuần như vậy, nếu đã trải qua khảo sát, y phải chắc nên biết khu đất của góc thương gia này có tính sở hữu rất phức tạp, biết rõ góc thương gia có một bộ phận thuộc về quản hạt của Tân Hải, biết rõ người đứng đầu Tân Hải là Trương Dương. Y lại vẫn đưa ra lựa chọn như vậy, dụng tâm ban đầu rất đáng để nghĩ. Diêm Quốc Đào nói, hy vọng Triệu Vĩnh Phúc có thể kịp thời nhận thức được sai lầm của mình. Chu Hưng dân mỉm cười nói, hắn nghĩ như thế nào cũng không quan trọng, mấu chốt là đầu óc của những người như chúng ta phải tỉnh táo, phải rõ ràng rốt cuộc làm như thế nào mới là chân chính lợi nước lợi dân. Bình Hải không phải của chúng ta, cũng không phải là của Thái Hồng, cuối cùng Thái Hồng đặt ở Bắc Cảng hay không thì đã biến thành không còn quan trọng nữa rồi. Chương 1670, nói đi là đi một. Diêm Quốc Đào lẳng lặng nhìn Chu Hưng dân, từ trong những lời này của Chu Hưng Dân Y đã ý thức được lần này Triệu Vĩnh Phúc không có bất kỳ phần thắng nào, mục đích Chu Hưng Dân lần này tới chỉ có một, Y muốn chống lưng cho Trương Dương. Lần gặp mặt này của Triệu Vĩnh Phúc và Chu Hưng Dân cũng không được lý tưởng lắm, Y tối hôm đó liền quay trở về Bắc Cảng, Chu Hưng Dân không biết trong tay Y còn có một lá bài, 500 mẫu đất ở giải đất trung tâm của khu bảo lưu thuế nhập khẩu Tân Hải, Y và Tiêu Quốc Thành đã đạt thành hiệp nghị, Y muốn tóm lấy khu đất này người ta rất nhiều lúc bị thù hận làm mở mắt, cơ nhược nhạn như vậy, Triệu Vĩnh Phúc cũng như vậy. Tiết Thế Luân thì lại nhận thức rất tỉnh táo điều này, khi Triệu Vĩnh Phúc và Chu Hưng Dân nói chuyện, y đang sóng vai với Tiêu Quốc Thành đứng ở trên hải lộ đại của quan để số một ngắm trăng. Tiêu Quốc Thành nhìn vầng trăng trên ao, bỗng nhiên nói, xuân giang hoa chiêu thu nguyệt dạ, vãng vãng thủ tử hoàn độc khuynh. Tiết Thế Luân mỉm cười nói, bắc tỷ bà hành đó viết quả thực không tồi quốc thành quốc thành, anh vẫn còn đắm chìm trong bức tranh chữ đó không thoát ra được ư tiêu quốc thành cười cười giơ cốc rượu vạng trong tay lên tối nay không cần độc ẩm nữa rồi có anh uống với tôi hai người chạm cốc nhấp ngụm rượu tiêu quốc thành nói tôi luôn cảm thấy tiếu trương dương một phần nhân tình nhận đồ của hắn mà lại không làm việc giúp hắn trong lòng luôn cảm thấy có chút áy náy nói tới đây y không nhịn được mà ho khan tiết thế luân nói bên ngoài gió lớn lắm vào nhà nói chuyện đi Tiêu Quốc Thành lắc đầu nói, "Không sao, tôi thích bên ngoài, có thể thở hết những gì ô chọc trong phổi, hít vào không khí trong lành, như vậy tôi còn có thể sống lâu hơn một chút." Tiết Thế Luân nói, "Nói bậy bạ gì đó, đừng nhìn anh thì giống như có bệnh, nhưng vẫn còn sống lâu hơn ối người." Tiêu Quốc Thành cười nói, "Cảm ơn lời lành của anh." Nói còn chưa dứt lời lại ho khan. Tiết Thế Luân nói, "Thực sự định chuyển nhượng 500 mẫu đất đó cho Triệu Vĩnh Phúc ư?" Tiêu Quốc Thành nói, tôi đã đáp ứng hắn rồi. Tiết Thế Luân nói, trong chuyện này tôi cũng không ủng hộ cách làm của anh, tại thương ngôn thương, không nên để xen vào quá nhiều nhân tố tình cảm. Tiêu Quốc Thành bật cười ha ha, có phải Trương Dương tìm anh hay không, cho nên anh mới lên tiếng cho hắn. Tiết Thế Luân nói, cho dù không có Trương Dương thì tôi cũng hiểu được cách làm của Triệu Vĩnh Phúc thiếu ổn thỏa, khu bảo lưu thuế nhập khẩu từ xin đến được phê mất thời gian bao lâu anh cho rằng chỉ bằng vào năng lực của trương dương là có thể làm thành chuyện này ư tiêu quốc thành nói tôi đối với chuyện này không rõ ràng lắm quốc thành lúc trước để thúc đẩy chuyện khu bảo lưu thuế nhập khẩu chu hương dân đặc biệt tới kinh thành ở đó tọa trấn khơi thông quan hệ trong quá trình khu bảo lưu thuế nhập khẩu được phê duyệt hắn xuất lực lớn nhất có thể nói khu bảo lưu thuế nhập khẩu tân hải là một tay hắn làm lên chu Hưng dân này rất không đơn giản cao tầng vô cùng xem trọng hắn tuổi còn trẻ mà dã đảm nhiệm trước tỉnh trưởng Bình Hải, sĩ đồ trường kỳ của hắn rất sáng lạng. Tiêu Quốc Thành nói, nếu là như vậy, Triệu Vĩnh Phúc không phải tranh với Trương Dương mà là đang tranh với Chu Hưng Dân. Tiết Thế Luân gật đầu nói, Triệu Vĩnh Phúc hắn có năng lực gì chứ, sao có thể là đối thủ của Chu Hưng Dân, chuyện này góc thương ra hắn nhất định sẽ thua. Tiêu Quốc Thành thở dài nói, thời gian tôi trở về nước tuy rằng không dài, nhưng lại nghe thấy rất nhiều dư luận bất lợi cho hắn, hắn nên cảnh giác. Tiết Thế Luân nói, Triệu Vĩnh Phúc không thể không nhìn thấu chuyện này, nếu hắn đã nhìn thấu, mà vẫn kiên trì đấu tiếp với Trương Dương, chứng tỏ đầu óc người này có vấn đề, hắn bị cừu hận đối với Trương Dương che mở hai mắt. Tiêu Quốc Thành nói, hắn mua 500 mẫu đất trong tay tôi, mục đích là muốn chế tạo chướng ngại cho Trương Dương. Tiết Thế Luân nói, Quốc Thành, anh đã sớm nhìn rõ rồi, nhưng anh lại không nói, cứ phải đợi tôi nói ra. Tiêu Quốc Thành nói, Triệu Vĩnh Phúc chưa giờ chưa từng mở miệng với tôi, tôi thật sự không nhẫn tâm cự tuyệt hắn. Tiết Thế Luân nói, bỏ chuyện ân oán của bọn họ không nói tới nữa, hiện tại có một hạng mục. Gia tộc Nguyên Hòa của Nhật Bản nhìn chúng khu đất đó của anh, đã đề xuất mua với giá cao, anh có nên suy nghĩ lại không? Tiêu Quốc Thành nói, lúc trước khi mua khu đất đó, quả thực không ngờ có một ngày sẽ trở thành bánh thơm trong mắt mọi người. Y lại bắt đầu ho khan. Tiết Thế Luân nói, cân nhắc lại cho kỹ đi, tôi thủy chung cho rằng, khu đất đó bất kể là tự mình khai phá hay là bán cho người khác, đều tốt hơn nhiều so với giá chuyển nhượng cho Triệu Vĩnh Phúc, cái giá mà hắn ra không có bao nhiêu thành ý cả. Hơn nữa ý đổ đỡ trương dương của Chu Hưng Dân lần này rất rõ ràng, cho dù anh có bán khu đất đó cho Triệu Vĩnh Phúc, hắc hắc, tôi thấy hắn cũng chẳng làm nên được trò chống gì đâu. Tiêu Quốc Thành nói, Thế Luân, anh trước giờ không hề hỏi tới sinh ý trong nước của tôi. Tiết Thế Luân uống ngụm rượu, ánh mắt hướng về phía mặt biển đen xì si ở xa, Nói khẽ chỉ là một kiến nghị thôi." Tiêu Quốc Thành nói, tôi càng lúc càng nhìn không thấu anh, trong lòng anh muốn nhất điều gì? Những lời này tựa hồ hỏi cho Tiết Thế Luân ngây dại, hồi lâu y mới thấp giọng đáp lại, cái này cũng là điều mà tôi nghĩ không thấu, tôi rất muốn vui vẻ, nhưng tôi bất kể là như thế nào cũng không vui vẻ được. Tôi cũng không vui vẻ." Tiêu Quốc Thành có chút đăm chiêu nói. Nghi thức treo biển chính thức của thành phố Tân Hải được cử hành đúng giờ vào 8 giờ sáng ngày hôm sau những nhân vật ngôi sao của chính đàn Bình Hải là tỉnh trưởng Bình Hải Chu Hưng Dân, thư ký trưởng tỉnh ủy Bình Hải Diêm Quốc Đào, bí thư thị ủy Giang Thành Đỗ Thiên Giã, bí thư thị ủy Bắc Cảng Hạng Thành, bí thư thị ủy Nam Tích Lý Trường Vũ, bí thư thị ủy Lam Sơn Thường Tụng, phó thị trưởng thành phố Nam Tích Cung Kỳ Vĩ Tề Tụ Đông đủ trước cửa lớn của trung tâm hành chính huyện. Nhân vật nổi tiếng xã hội tới tới tham gia nghi thức cũng không ít, Tiết Thế Luân, Tiêu Quốc Thành, Đinh Cao Sơn. trương đại quan nhân từ ngày hôm qua bận biểu đến tận bây giờ, mệt mỏi vô cùng, tuy rằng hắn đã là bí thư thị ủy Tân Hải, trước mặt nhiều lãnh đạo như vậy thằng cha này cũng chỉ có thể sắm vai người chủ trì xuyên trường. Tỉnh trường Chu Hưng dân tiến hành đọc diễn văn trong tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc, im mỉm cười nói các vị khách, các vị bằng hiếu, từ giờ thành phố Tân Hải chính thức được thành lập, nghi thức treo biển của thị chính phủ thị ủy Tân Hải chính thức bắt đầu, tôi xin gửi lời ân cần thăm hỏi chân thành nhất tới toàn thể nhân dân Tân Hải, toàn thể cán bộ và công nhân viên chức của thành phố Tân Hải, đây không chỉ là một sự kiện lớn trong công cuộc phát triển của Tân Hải, cũng có ý nghĩa trọng đại đối với kinh tế Bắc Bộ Bình Hải. Thúc đẩy sự phát triển của thành thị Bắc Bộ Bình Hải, cân đối sự phát triển không cân đối của kinh tế Nam Bắc Bình Hải. Lúc này, tôi đại biểu Đảng ủy tỉnh Bình Hải, Chính phủ tỉnh Bình Hải xin nhiệt liệt chúc mừng mọi người dân Tân Hải. Bài phát biểu của Chu Hưng dân bị tiếng vỗ tay nhiệt liệt làm ngắt quáng, y không thể không tạm thời dừng phát biểu, đợi cho sau khi tiếng vỗ tay bình ổn, mới tiếp tục nói, Tân Hải có thể thành công bỏ huyện lập thành phố, có liên quan chặt chẽ tới công tác nỗ lực của ban lãnh đạo đương nhiệm thành phố, thì sự này cũng chính là kết quả nỗ lực của các anh, cũng là sự khẳng định của Đảng và quốc gia đối với thành tích công tác của các anh. Tôi hy vọng các anh trên bình đài mới của thành phố Tân Hải này, mạnh dạn khai thác, tích cực tiến thủ, cố gắng trong khoảng thời gian ngắn khiến kinh tế Tân Hải tiến thêm một bước, quán triệt chính sách. Phương châm cải cách mở cửa một cách thiết thực xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu đầu tiên của Bình Hải với tốc độ cao, chất lượng cao. Khiến Tân Hải trở thành thành thị ngôi sao của Bắc Bộ Bình Hải. Khiến Tân Hải trở thành một viên minh châu sán trói trong những thành thị cảng của vùng Duyên Hải Bình Hải. Sự thính ở hiện trường cũng không phải là nhân vật bình thường, nhất là người trong quan trường bọn họ bọn họ am hiểu nhất chính là lĩnh hội tinh thần trong bài phát biểu của lãnh đạo. Đa số người đều lưu ý thấy một chuyện, một chuyện rất trọng yếu, trong bài phát biểu của tỉnh trưởng Chu Hưng Dân căn bản không nhắc tới Bắc Cảng, tuy rằng hôm nay là lễ mừng Tân Hải lập thành phố, nhưng Tân Hải dù sao cũng là thành phố nằm dưới sự sự quản lý của Bắc Cảng, Chu Hưng Dân không đề cập tới Bắc Cảng là rất không bình thường. Hơn nữa y đặc biệt cường điệu phải khiến Tân Hải trở thành thành thị ngôi sao của Bắc Bộ Bình Hải, làm nổi bật địa vị quan trọng của Tân Hải, đây không định không phải là vô tâm mà nói. Một đám lãnh đạo Bắc Cảng tất cả đều đứng phía sau Chu Hưng Dân, trên mặt mỗi người đều nở nụ cười có tính công thức, nhưng mỗi người đều không che giấu được sự xấu hổ trong nụ cười. Bí thư thị ủy hạng thành không cười, từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, y không gặp bất kỳ một chuyện nào khiến y vui vẻ. Y không tìm thấy lý do để cười, y cũng không cười nổi nữa rồi. Tỉnh trưởng Chu Hưng Dân tuyệt đối không phải là vô tâm bỏ qua, thành thị lớn như Bắc Cảng bất kỳ ai cũng không thể coi như không thấy, nhất là ở trên đất Bắc Cảng. Ở chỗ Chu Hưng Dân gặp phải sự lạnh nhạt liên tiếp, Khiến Hạng Thành đã có chút phẫn nộ rồi, y cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận, ở trước mặt lãnh đạo y không có bất kỳ quyền lên tiếng nào. Chương 1671, nói đi là đi hai. Tiếng pháo mừng qua đi, tỉnh trưởng Chu Hưng Dân, thư ký trưởng tỉnh ủy Bình Hải Diêm Quốc Đào, bí thư thị ủy Bắc Cảng Hạng Thành cùng tiến hành vén biển cho thị ủy Tân Hải, thị chính phủ Tân Hải. Nghi thức vén biển chỉ có tính tượng trưng, vén tấm vải hồng trùm trên biển cũng có nghĩa là lịch sử Tân Hải đã mở ra chương cực kỳ quan trọng, từ nay về sau Bình Hải sẽ có thêm một thành phố cấp huyện. Nghi thức trôi qua, Chu Hưng Dân tới trung tâm hành chính nghỉ ngơi, y bảo thư ký gọi Trương Dương vào phòng nghỉ. Trương đại quan nhân sắc mặt vui mừng, đủ loại dấu hiệu sau khi Chu Hưng Dân tới Tân Hải cho thấy, vị tỉnh trưởng Chu này toàn lực ủng hộ đối với công tác của mình, càng làm cho Trương Dương cảm thấy vui sướng là Chu Hưng Dân căn bản không hề nể mặt hạng thành, trên chính trị chú trọng phải lập trường rõ ràng. Lập trường của lãnh đạo quyết định kết quả cuối cùng trong ván cờ của Trương Dương và ban lãnh đạo thành phố Bắc Cảng. Trương Dương quan tâm nhất tới chuyện đặt móng cho khu bảo lưu thuế nhập khẩu, hắn đã làm tốt chuẩn bị, tận lực động viên Chu Hưng Dân tới cùng hắn đặt móng, chỉ cần cắm bia của khu bảo lưu thuế nhập khẩu trên đất góc thương gia, chẳng khác nào triệt để đập tan mưu đồ của phía Thái Hồng, phải nói rằng thằng cha này tính toán rất giỏi. Trương Dương tươi cười nói, tỉnh trưởng Chu, nghi thức mở màn hôm nay ngài có hài lòng không? Chu Hưng Dân nói, những thứ hình thức này anh coi trọng lắm à? Trương Đại Quan Nhân lập tức lắc đầu như đánh chống bỏi, ngày hôm nay không phải khen tôi nỗ lực phải thiết thực ư. Chu Hưng Dân không nhịn được liền bật cười, tôi là khen ban lãnh đạo Tân Hải, không phải khen anh. Trương Dương nói, còn không phải như vậy ư, tôi cũng là một thành viên của ban lãnh đạo Tân Hải. Chu Hưng Dân nói, tin tức tối của Bắc Cảng hôm qua anh có xem không? Trương Dương vẻ mặt ngu ngờ nói, tin gì cơ? anh đừng có mà giả bộ hồ đồ với tôi bất kỳ chuyện gì cũng đều là tốt quá hỏa dở thái hồng muốn xây dựng phân nhà máy ở góc thương gia khả năng sẽ tổn hại đến lợi ích của anh nhưng loại chuyện này hoàn toàn có thể thông qua hiệp thương giải quyết thằng nhóc anh cố tình muốn kiếm tàu thiên phong anh cho rằng anh chơi những thủ đoạn này là người khác không biết hà chỉ cần là người hơi có đầu óc đều có thể nhìn ra anh muốn lợi dụng dư luận để xúi dục người dân phản cảm đối với thái hồng Trương Dương cợt nhả nói, tôi cũng không phải là vì tư lợi của bản thân. Chu Hưng Dân nói, đừng tưởng rằng giỏi Ngụy Trang là có thể muốn làm gì thì làm, tôi mặc kệ giữa anh và Triệu Vĩnh Phúc có ân oán gì, bất kỳ ân oán cá nhân nào cũng đều liên lụy tới lợi ích của quốc gia và nhân dân, nếu không thì cũng là vô trách nhiệm đối với Đảng và quốc gia, chính là vô trách nhiệm đối với nhân dân. Trương Dương nói, tôi không có mà. Chu Hưng Dân nói, tôi sở dĩ ủng hộ anh là vì quy hoạch khu bảo lưu thuế nhập khẩu của anh làm rất khá, anh quả thực là rất dụng tâm làm việc, tôi phê bình anh cũng không phải là bởi vì chuyện trong phương diện này, mà là vì những chuyện anh làm nhắm vào Thái Hồng thật sự là có chút không thể đưa lên mặt bàn. Trương đại quan nhân không khỏi có chút xấu hổ, trước mặt Chu Hưng Dân căn bản không cần thiết phải biện giải, người ta đã nhìn rõ ràng rồi, đoán chắc một loạt thế công dư luận nhằm vào Thái Hồng đều là mình làm ra. Chu Hưng Dân nói, Trương Dương à, tôi lần này sở dĩ tới đây không phải đẻ tham gia cái nghi thức treo biển này, tôi không lừa anh, tôi tới là để giải quyết vấn đề Thái Hồng và khu bảo lưu thuế nhập khẩu. Trong chuyện này tôi và Bí Thư Tống đã đặc biệt tiến hành thảo luận thảo luận, cá và tay gấu, chúng tôi muốn cả, điểm xuất phát của anh là để duy hộ lợi ích của khu bảo lưu thuế nhập khẩu không bị xâm phạm, nhưng anh trong quá trình duy hộ khu bảo lưu thuế nhập khẩu đã làm tổn hại danh dự của Thái Hồng. Đã khiến rất nhiều người dân hiểu lầm Thái Hồng, tôi có thể nói, cho dù Thái Hồng hiện tại thay đổi thái độ, không xây dựng phân nhà máy ở góc thương gia thì bọn họ dù chọn bất kỳ chỗ nào khác ở Bắc Cảng để xây nhà máy cũng phải chịu áp lực rất lớn. Trương đại quan nhân thầm nghĩ trong lòng, còn không phải chịu vĩnh phúc hắn tự chuốc lấy ư. Nhưng những lời này bất kể là như thế nào cũng không thể nói trước mặt Chu Hưng Dân được, nếu không chỉ có thể khiến Chu Hưng Dân coi thường mình, đầu óc của Trương Dương cũng rất rõ, hắn cũng đã tìm hiểu về Chu Hưng Dân, thật ra đặt mình vào hoàn cảnh của Chu Hương Dân mà nghĩ thì đứng ở độ cao của tỉnh trường, đương nhiên hy vọng xí nghiệp long đầu ngành sắt thép như Thái Hồng đặt ở Bình Hải. Trương Dương cố nặn ra một bộ dạng thành khẩn khiêm tốn, tỉnh trường Chu, chuyện này tôi quả thực cân nhắc không đủ Chu Toàn, nhưng tôi cũng thật sự là không có cách nào khác, người ta là cán bộ cấp phó tỉnh, tôi minh đao minh thương thì không làm được gì người ta, đám lãnh đạo đó của Bắc Cảng lại đứng trên lập trường của người ta, một mình tôi thế đơn lực mỏng, không nghĩ ra biện pháp không giống thường quy thì chỉ sợ hiện tại góc thương gia đã bị cắt cho thái hồng rồi. chu hưng dân nói anh đó lý do nhiều quá. trương dương cười nói tỉnh trường chu đa tạ ngài đã ủng hộ tôi tôi cam đoan từ giờ trở đi tôi sẽ một lòng lao vào công tác người khác chọc tôi thế nào tôi cũng sẽ không tính toán với hắn. sau khi hắn nói xong lại ghé sát vào chu hưng dân hơn một chút rồi nói khẽ tỉnh trường chu chuyện đặt móng cho khu bảo lưu thuế nhập khẩu ngài thấy. Chu Hưng Dân nói, đừng đùa với chủ nghĩa hình thức, mở màn gì, đặt móng gì căn bản không có bất kỳ ý nghĩa nào cả. Anh cho dù là là mời Tổng Bí Thư Trung ương Đảng tới đặt móng cho anh thì khu bảo lưu thuế nhập khẩu cũng không thể một lần là xong, vẫn cần toàn bộ ban lãnh đạo các anh cùng hợp tác, làm thật chắc chắn. Trương Dương nói, nhưng có một số hình thế ít nhiều gì cũng phải làm, cho dù là xin điềm lành. Chu Hưng Dân bất mãn chừng mắt lườm hắn một cái, điềm lành gì? Anh cho rằng tôi không biết mục đích của anh ư, anh kéo tôi tới đặt bia ở góc thương gia, đào mấy sẻng đất, là đại biểu cho tôi ủng hộ công tác của anh, Hồng Thị Huy với mấy vị lãnh đạo Bắc Cảng, anh đây là làm gì? Nói dễ nghe thì là dựa thế, nói khó nghe thì là cáo mượn oai hùng, có thể làm ít mấy cái trò bề ngoài đi không, có thời gian chơi thủ đoạn vặt thì không bằng suy nghĩ cho chính chắn xem xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu thế nào cho tốt đi. Trương đại quan nhân bị Chu Hương Dân vạch trần mục đích, mặt không khỏi có chút nóng lên, hắn lúng túng nói, tỉnh trưởng Chu, Tôi thế này chẳng phải là muốn tìm kiếm ủng hộ ư? Chu Hưng Dân nói, tối hôm qua tôi và Triệu Vĩnh Phúc đã gặp mặt, cũng đã bàn với hắn rất rõ ràng, tôi đã tôi lập trường của tôi, quy hoạch khu bảo lưu thuế nhập khẩu làm rất đẹp, nếu như không có bản quy hoạch hoàn mỹ này, cũng sẽ không dễ dàng đả động tôi như vậy đâu, thằng nhóc anh vẫn có chút tài năng." Trương Dương cười cười, đa tạ tỉnh trưởng Chu khích lệ. Chu Hưng Dân nói, chuyện đặt móng không cần phải làm nữa loại chủ nghĩa hình thức này chẳng có gì ngoài tiến thêm một bước kích thích thần kinh người khác, làm tăng thêm mâu thuẫn giữa hai bên, tôi cho rằng không cần thiết. Còn nữa, thế công dư luận nhằm vào Thái Hồng cũng đến lúc thu tay lại rồi đó, bất kể là anh có thừa nhận hay không thì chuyện này khẳng định có liên quan tới anh. Trương Dương nói, không phải là tôi cố ý nhằm vào Thái Hồng, Triệu Vĩnh Phúc Thủy Trung đang chế tạo phiền toái. Ở trung tâm khu bảo lưu thuế nhập khẩu có 500 mẫu đất thuộc về tập đoàn Hoa Quang, hiện tại Triệu Vĩnh Phúc đã đạt thành hiệp nghị với Hoa Quang, mua lại khu đất này, hắn khẳng định sẽ tiếp tục chế tạo phiền toái. Chu Hưng dân bật cười, y vỗ vỗ vai Trương Dương, anh cho rằng hắn thực sự sẽ làm như vậy ư, ban lãnh đạo Bắc Cảng sẽ ủng hộ hắn ư. Hay là anh cho rằng tôi sẽ ủng hộ hắn, Bí Thư Tống sẽ ủng hộ hắn. Trương Dương trợ mắt lên nhìn, hắn sao không nghĩ thấu được đạo lý này. Nếu Triệu Vĩnh Phúc dám dùng 500 mẫu đất này để chế tạo phiền toái, như vậy hắn chính là gây khó dễ cho khu bảo lưu thuế nhập khẩu, cũng chính là gây khó dễ với Bình Hải, khu bảo lưu thuế nhập khẩu đặt ở Tân Hải, tỉnh trường Chu Hương dân bỏ rất nhiều công sức và tâm huyết, có thể nói khu bảo lưu thuế nhập khẩu chẳng những liên quan tới chính tích của Trương Dương, cũng liên quan tới chính tích của Chu Hương dân, trong điểm này hai người bọn họ có lợi ích chính trị chung, chẳng trách Chu Hương dân cờ xí tiên minh ủng hộ hắn. Một khi nghĩ thông suốt đạo lý này, Trương đại quan nhân lập tức như chút được gánh nặng, trên đời vốn vô sự, chỉ là người ta nghĩ không đâu, Chu Hưng Dân sở dĩ tới đây không chỉ là để điều hòa mâu thuẫn, nguyên nhân quan trọng hơn là hành vi của Triệu Vĩnh Phúc đã chạm đến lợi ích chính trị của y, đây là chuyện Chu Hưng Dân không thể dễ dàng tha thứ. Hắn từ đầu là vì bảo vệ lợi ích của Tân Hải mà chiến, hắn không hề cân nhắc đến những tầng sâu hơn, nếu lúc trước tính toán tất cả nhân tố, như vậy mặc dù là hắn không quan tâm tới sự khiêu khích của Triệu Vĩnh Phúc, Triệu Vĩnh Phúc vẫn như cũng không thể như ước nguyện lấy được khu đất đó của góc thương gia, Chu Hưng Dân hiển nhiên sẽ không đáp ứng chu hưng dân nhìn thấy thằng cha này hơn nửa ngày không nói gì không khỏi hiếu kỳ nói anh sao không nói gì là không phục những lời tôi nói đúng không trương dương nói tỉnh trưởng chu ngài cho tôi mượn thêm một lá gan tôi cũng không dám tôi đang suy nghĩ làm như thế nào mới có thể mau chóng xây dựng lên khu bảo lưu thuế nhập khẩu dùng thành tích để nói chuyện chu hưng dân nửa tin nửa ngờ nhìn hắn vẫn không tin thằng cha này sẽ chuyển biến nhanh chóng như vậy chương 1672, nói đi là đi ba. Trương Dương nói, tỉnh trưởng Chu, chuyện đặt móng tôi không làm nữa, phía triệu vĩnh phúc tôi cũng có thể không tính toán, nhưng, ngài lần này cũng thấy đấy, đám lãnh đạo Bắc Cảng không ủng hộ đối với công tác của tôi, Tân Hải tuy rằng đã thành công bỏ huyện lập thành phố, nhưng vẫn vẫn thuộc sự quản lý của Bắc Cảng, ngài ủng hộ tôi không phải là giả, nhưng ngài không thể suốt ngày quan tâm tới chuyện của tôi được, vạn nhất lúc ngài không có mặt, Người khác ngáng chân tôi thì phải làm sao bây giờ? Chu Hưng Dân nói, anh nói xem phải làm sao bây giờ. Trương Dương vẫn chưa mở miệng thì liền nghe thấy Chu Hưng Dân nói, làm bí thư thị ủy Tân Hải vẫn chưa đủ phê, mông còn chưa ngồi ấm chỗ đã thèm thuồng vị trí ở Bắc Cảng, thằng nhóc anh có phải quá tham không? Trương đại quan nhân miệng há hốc, vốn hắn là muốn mượn cơ hội này để xin cái chức thường ủy thành phố Bắc Cảng, không ngờ còn chưa kịp nói ra thì Chu Hưng Dân đã nhìn thấu ý đồ của hắn. Lời nói kế tiếp tất cả đều bị chặn lại, Trương Đại quan nhân phát hiện Chu Hưng Dân quả thực rất lợi hại, chút tính toán này của mình tất cả đều bị người ta nhìn thấu. Trương Dương cười ha ha, nói Tỉnh trưởng Chu, ngài hiểu lầm rồi, tôi là nói, tài chính là tỉnh lý cho chúng tôi lúc nào thì tới. Chu Hưng Dân nói, điều mà anh muốn nói chỉ sợ không phải chuyện này. Trương Dương chỉ có nước há miệng ngây ngô cười, đối mặt với nhân vật có số má như Chu Hưng Dân này, tốt nhất đừng có biểu hiện mình quá thông minh. Chu Hưng Dân nói, quy hoạch của các anh rất tốt, tôi sẽ mang về tỉnh lý cho mọi người xem, tin rằng không bao lâu nữa ngân sách mà anh chờ mong sẽ được đưa xuống, có điều thằng nhóc anh cần phải nhớ kỹ cho tôi, bất sinh sự thôi, làm việc nhiều vào, đừng gây thêm phiền cho chúng tôi. Trương Dương cười ha ha gật đầu. Chu Hưng Dân nói, buổi chiều hôm nay tôi phải tới Giang Thành. Trương Dương vừa nghe vậy liền cuống lên, đừng mà, cho dù không làm nghi thức đặt móng thì ngài cũng không thể đi được, buổi tối còn có tiệc pháo hoa nữa chúng tôi đã chuẩn bị tốt hết rồi chu hưng dân cười nói là tân hải bỏ huyện lập thành phố anh vốn phải là nhân vật chính tôi ở đây thì chẳng phải là sẽ đoạt đi hết phóng đầu của anh ư trương dương nói tỉnh trưởng chu ngài cũng không phải không biết con người của tôi trước giờ đều rất khiêm tốn tôi không thích làm náo động chu hưng dân nói tôi ghét nhất là cái loại tự khen mình như anh tôi vốn không định tham gia tiệc pháo hoa của các anh các anh tự mình làm đi tôi còn phải tới Giang Thành khảo sát tình huống, xem tình huống xây dựng của sân bay mới bên đó. Trương Dương nghe thấy ba chữ sân bay mới thì lập tức tinh thần tỉnh táo lại, nhắc tới sân bay mới của Giang Thành, tôi mới là người khai thác chính nhi bát kinh. Đáng tiếc tôi còn chưa được hưởng vinh quang và phần thưởng vốn nên thuộc về tôi thì. Trương Đại Quan Nhân không nói nốt, bởi vì bí thư thị ủy Giang Thành Đỗ Thiên Giã đến. Nhìn thấy Trương Dương ở chỗ Chu Hưng Dân, Đỗ Thiên Giã cười nói, Trương Dương cũng ở đây à. Chu Hưng dân nói, anh tới đúng lúc đấy, hắn đang quảng cáo âm ý chính tích và công lao của mình với tôi đây, nói rằng sân bay mới của Giang Thành hắn có công từ đầu tới cuối. Trương đại quan nhân lúng túng nói, tỉnh trưởng Chu, ngài đừng hại người như vậy, tôi không nói thế. Đỗ Thiên Giá cười ha ha, nói, lời này cũng không sai, hạng mục sân bay mới của Giang Thành quả thực có cả nỗ lực của Trương Dương. Trương Dương người ta hai vị lãnh đạo người ta có chuyện quan trọng cần bàn cũng không không biết xấu hổ mà ở lại, sau khi cáo từ hai người thì rời đi. Trương Dương đi rồi Chu Hưng Dân, Chu Hưng Dân mời Đỗ Thiên Giã ngồi xuống, Đỗ Thiên Giã nói, sao? Dạy thằng ôn này này à? Chu Hưng Dân bật cười, dạy hắn có tác dụng gì không? Hơn nữa có thầy giáo tốt như bí thư tống rồi, tôi cần gì phải tự lòi cái xấu? Đỗ Thiên Giã cười nói, chúng ta lúc nào thì đi? Trương Đại Quan Nhân từ trong là không muốn để Chu Hưng Dân đi, trận trưởng của nghi thức lễ mừng đã bày ra rồi, nghi thức chúc mừng mấu chốt là vào buổi tối, tiệc pháp hoa là chủ đề hay nhất, suy nghĩ ban đầu của trương đại quan nhân là tổ chức một hồi tiệc tối giữa lãnh đạo và quần chúng, nhưng an bài nhật trình của tỉnh trưởng Chu Hiển Nhiên vô cùng chặt chẽ, mục đích ghi lần này tới đây cũng không chỉ là để tham gia lễ mừng Tân Hải bỏ huyện lập thành phố, thuận tiện còn phải thị sát tình huống phát triển của mấy tòa thành thị Bắc Bộ Bình Hải. Lãnh đạo nếu đã quyết định thì ý chí của Trương Dương không thể di rời được, trương đại quan nhân chỉ đành chấp nhận. Thật ra chẳng những chu hương dân và đỗ thiên giã phải đi, các khách quý khác cũng đều không định tham gia tiệc pháo hoa này, những người vốn định tham gia nhưng nghe nói tỉnh trưởng chu lập tức tới Giang Thành, cho nên cũng không cần phải ở lại, bí thư thị ủy Lam Sơn thường tụng. Bí thư thị ủy Nam Tích Lý Trường Vũ đều là tham gia nghi thức mở màn xong thì đi, Trương Dương nghe nói bọn họ cũng phải đi, không nhịn được oán giận, tôi nói này hai vị bí thư đại nhân, Mông còn ngồi chưa nóng đã đi rồi, tôi còn chưa kịp nâng chén ôn chuyện với hai người mà hai người đã muốn đi rồi ư? Thường tụng cười nói, tôi tới đây chủ yếu là để thăm Hải Thiên và Hải Tâm, nhìn thấy bọn họ có thể thoải mái công tác ở đây thì tôi an tâm rồi, về phần cắt băng mở màn gì đó, tôi vốn cũng không có bao nhiêu hứng thú, tiệc pháo hoa có ai mà chưa xem đâu. Bắn pháo hoa hàng năm của Lam Sơn chúng tôi so với các anh thì còn cao hơn mấy bậc. Trương Đại Quan nhân vừa nghe y nói như vậy thì có chút không vui, khinh thường người ta, "Bí thư thường, vậy ông kiểu gì cũng phải ở lại xem, tôi không tin, các ông có thể cao hơn chúng tôi tới mấy bậc, tôi nói cho ông biết nhé, pháo hoa của chúng tôi là không tốn một xu, toàn là hàng lậu bắt được." Lời nói của thằng cha này dẫn tới một trận tiếng cười, Lý Trường Vũ nói, "Thằng nhóc cậu chỉ giỏi chiếm tiện nghi, mà trăm ngàn lần đừng có lơ là vấn đề an toàn đấy." Trương Dương gật đầu nói, "Yên tâm đi." Đã sớm làm tốt biện pháp phản toàn rồi, hai vị bí thư đại nhân, hay là ở lại một tối đi." Lý Trường Vũ lắc đầu nói, "Thực sự không được, lần này là cố dành thời gian tới đây cổ động cho cậu, ở vị trí của chúng ta, có ai mà không có cả một đống chuyện, tâm ý của cậu chúng tôi xin nhận, vốn là còn ngại, đợi tỉnh trường chu đi rồi thì chúng tôi mới dám đi, nhưng hiện tại y đã có an bài khác, chúng tôi vừa hay có thể mau chóng về chủ trì công tác." Lý Trường Vũ ở trước mặt Trương Dương cũng không cần thiết phải giả vờ có gì nói nấy. Trương Dương nghe y đã nói đến nước này thì cũng không tiện tiếp tục giữ lại, gật đầu nói, vậy được rồi, các anh đi đi, nhiều pháo hoa như vậy, tôi phóng một mình vậy. Lý Trường Vũ cười nói, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, có điều chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt thôi, mùng một tháng 5 triệu tính kết hôn, chúng tôi đều tới Đông Giang. Trương Dương ở sâu trong lòng vẫn hy vọng những lãnh đạo cũ và lão bằng hiếu này có thể ở Tân Hải thêm một thời gian, nhưng tình huống hiện thực cũng không cho phép, sau khi nói lời từ biệt với thường tục, Lý Trường Vũ, hắn tìm được Đỗ Thiên Giá, nhìn thấy Đỗ Thiên Giá là Trương Dương tức giận không có chỗ chút, tôi nói này lão Đỗ, không được làm như vậy. Đào góc tường của huynh đệ mình, không có phúc hậu, không có nghĩa khí. Đỗ Thiên Giá cười không khép miệng lại được, thằng nhóc cậu đừng có mà đổ trách nhiệm lên người tôi, là các cậu trước chuyện không tìm hiểu rõ an bài nhật trình của tỉnh Trường Chu, sân bay mới của Giang Thành cũng sắp khánh thành rồi đến lúc đó sẽ là quà mừng hương cảng hồi quy cho đất nước, tỉnh Trường Chu đã nói trước là phải tới thị sát, cũng không phải là tôi lừa y tới. Trương Dương gật đầu nói, lão đô à, anh nên giúp tôi nói tốt vài câu nhé, tỉnh Trường Chu có chút không vui về chuyện giữa tôi và Thái Hồng. Đỗ Thiên Giã cười nói, yên tâm đi, tôi vừa rồi đã nói chuyện này với y, tỉnh Trường Chu vẫn rất ủng hộ cậu, cậu cứ yên tâm lớn mật mà làm, có điều cậu nhớ kỹ. Về sau tận lực làm chuyện này một cách quang minh chính đại, đừng có dở những mánh khéo vặt, làm trò cười cho người trong nghề. Ai, anh sao lại nói vậy? Cái gì mà mánh khóe vặt, cái gì gọi là làm trò cười cho người trong nghề? Đỗ Thiên Giã cười nói, thằng nhóc cậu đừng có mà lằng nhằng với tôi, chuyện của Tân Hải các cậu không liên quan tới tôi, đúng rồi, tôi thấy bí thư hạng rất mất hứng, cậu hay là cân nhắc làm sao để ứng phó với y đi. Đỗ Thiên Giã nói không sai, trong khoảng thời gian Chu Hưng dân tới Tân Hải, Hạng Thành bị vây trong buồn bực cực độ. Ngày hôm qua, đài truyền hình Bắc Cảng không ngờ tự tiện phát một một bài tuyên truyền có tính châm chích rất mạnh. Trong đó chẳng những cắt nối biên tập một bộ phận nội dung của đài truyền hình Trung ương, còn trình bày rất nhiều quan điểm, mời mấy người được gọi là chuyên gia bảo vệ môi trường đến luận chứng ảnh hưởng có thể sinh ra đối với hoàn cảnh Bắc Cảng nếu hạng mục nhà máy thép được xây dựng. Lửa giận của Hạng Thành cuối cùng cũng tìm được chỗ phát tiết. Y tối hôm qua sau khi xem xong chuyên đề này lập tức gọi điện thoại tìm bộ trưởng tuyên truyền hoàng bộ thành để mắng cho y một trận, chuyên đề châm trích 10 phần do đài truyền hình trung ương phát thì bọn họ không quản được, thậm chí nhật báo đông nam đăng tin gây bất lợi cho thái hồng bọn họ cũng không tiện nói gì, nhưng đài truyền hình bắc cảng là tiếng nói của bọn họ, vào thời khắc mấu chốt này phát ra tiếng nói bất đồng của ban lãnh đạo. Cái này này cũng không phải là việc nhỏ, sự giải đọc ở bên ngoài sẽ cho rằng là bí thư thị ủy y đã mất đi sự khống chế đối với ngành tuyên truyền khiến quan hệ vốn đã khẩn trương với Thái Hồng cũng sẽ trở nên đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Chương 1673, biến hóa vi diệu 1. Bộ trưởng tuyên truyền Hoàng Bộ Thành rất là buồn bực, y luôn luôn nghe theo chỉ huy của Hạng thành, phương diện tuyên truyền dư luận gần đây y còn đặc biệt mở hội nghị, cường điệu ngành tuyên truyền cần phải bảo trì nhất trí với ban lãnh đạo thành phố, nhất là trong sự kiện Thái Hồng xây nhà máy không thể phát ra bất kỳ tin tức có tính khuynh hướng nào, Càng không cho phép bọn họ phát hoặc đăng báo những tin tức có ảnh hưởng tới phán đoán của công chúng như thế này, nhưng lời nói của y tựa hồ vô dụng. Hoàng Bộ Thành Cơ hồ ngay lập tức đã nghĩ ra vấn đề xuất hiện ở đâu, khẳng định là ở phó bộ trưởng bộ tuyên truyền, giám đốc đài truyền hình Nhan Mộ Vân, cho tới nay nữ nhân này luôn có biểu hiện cản trở, không hợp tác với bộ trưởng tuyên truyền như y. Hoàng Bộ Thành cũng đã phản ứng vài lần với Hạng Thành, nhưng Hạng Thành mỗi lần đều bảo y phải rộng lượng chút, thật ra Hoàng Bộ Thành biết rõ Hạng Thành sở dĩ khoan dung cho Nhan Mộ Vân là bởi vì sau lưng cô ta có người chống lưng. Hiện tại xảy ra vấn đề, Hạng Thành lập tức tìm mình tính sổ, Hoàng Bộ Thành cảm thấy vô cùng ủy khuất, mình đã sớm nhắc nhở y rồi, là Hạng Thành kiêng kỵ quá nhiều, đối với Nhan Mộ Vân cứ khoan dung mãi, cho nên mới tạo thành tình trạng hiện tại, nhưng Hoàng Bộ Thành không thể nói vậy được, lãnh đạo vĩnh viễn là đúng, xảy ra chuyện, trách nhiệm vĩnh viễn đều là của cấp dưới. Tiến bước tỉnh trưởng Chu Hưng Dân đi rồi, trong lòng hạng thành có cảm giác như chút được gánh nặng, nhờ mắt nhìn đoàn xe dần dần đi xa, y bỗng nhiên nhớ tới một câu thơ dễ đâu cúi đầu gãy lưng phụng quyền quý, khiến ta chẳng được mặt mày tươi. Nhưng hạng thành lập tức lại bi ai nghĩ rằng, mình ở trước mặt quyền lực tuyệt không có dũng khí để ưỡn thẳng lưng, y đã có tuổi rồi, lưng cũng không chịu nổi dày vò nữa, chu hưng dân rời đi có nghĩa là trong phạm vi bắc cảng, y đã trở lại là người có quyền lực lớn nhất trên chính đàn. Y lại có một đoạn thời gian không cần nhìn ánh mắt người khác mà làm việc, không cần trong lòng rõ ràng không vui mà vẫn cứ phải cố mỉm cười, khi người khác vũ nhục y, trong lòng y tuy rằng phẫn nộ nhưng mặt vẫn phải giả vờ tươi cười. Chỉ có ở trước mặt quyền lực hơn mình, quan viên mới có thể hạ thấp cái đầu quen ngẩng cao của mình. Cũng chỉ có vào những lúc này, bọn họ mới tiến hành tự nghĩ lại về mình, nhưng thời gian này quả thực là rất ngắn. Hiện tại Hạng Thành lại có thể ngẩng cao đầu, hai tay chắp sau lưng rồi, thị trưởng Cung Hoàn Sơn xuất hiện bên cạnh y, nói khẽ bí thư Hạng tiệc pháo hoa buổi tối hạng thành nói về thị lý họp hạng thành đi tân hải cũng bớt náo nhiệt người vừa đi trà liền lạnh người đi là tỉnh trưởng chu hưng dân cái lạnh là trà tân hải này có điều tâm thái của trương đại quan nhân vô cùng bình thản thật ra hắn đã sớm minh bạch nhiều khách quý quan viên tới như vậy người ta cũng không phải là vì mình mà là vì tỉnh trưởng chu hưng dân tỉnh trưởng đi rồi sức hấp dẫn của tân hải đối với khách quý tất nhiên sẽ giảm bớt những người khác đi thì cũng không sao, hạng thành xuất lĩnh ban lãnh đạo Bắc Cảng rời đi thật sự là có chút quá đáng, đây là công khai biểu lộ sự không vui của y đối với lễ mừng lần này. Sau khi hạng thành trở về Bắc Cảng, lập tức mở một cuộc họp thường ủy. Mỗi thường ủy đều biết hạng thành mang đầy một bụng tức, lần này Chu Hưng Dân căn bản là là không hề cho hạng thành đẹp mặt, hiển nhiên là bất mãn với phương pháp xử trí của hạng thành trong sự kiện góc thương gia. Thật ra hiện tại hạng thành cũng đã nghĩ thấu đạo lý trong đó, khu bảo lưu thuế nhập khẩu tuy rằng đặt ở Tân Hải. Nhưng trên thực tế không chỉ có liên quan tới chính thích của Trương Dương, còn liên quan tới cả tỉnh trưởng Chu Hưng Dân, mình ủng hộ Thái Hồng hiển nhiên đã khiến y thức giận, thông qua chuyện lần này, hạng thành đối với chuyện Thái Hồng xây nhà máy rõ ràng có chút tâm ý nguội lạnh, có điều có một số lời y vẫn phải nói. Hoàng Bộ Thành rất bất hạnh trở thành mục tiêu nã pháo đầu tiên của y. Hạng Thành nói, tin tức tối qua mọi người đều xem chứ. Tân Hải tổ chức lễ mừng bỏ huyện lập thành phố, chính khách toàn tỉnh tụ tập dưới một mái nhà, ở vào những lúc như thế này, đài truyền hình chúng ta bác cảng phát một tiết mục như vậy này mục đích này không nói cũng hiểu. Ánh mắt y dừng ở trên mặt Hoàng Bộ Thành. Hoàng Bộ Thành mặt đỏ bừng, thật ra tối hôm qua hạng thành nói qua với y về chuyện này, không ngờ hôm nay lại lấy ra thảo luận công khai. Hoàng Bộ Thành cho rằng hạng thành làm như vậy là không cho mình mặt mũi, việc này trước đây là rất hiếm thấy, Hoàng Bộ Thành cảm thấy rất ủy khuất tối hôm qua trên yến hội nghênh đón tỉnh trưởng Chu Hưng Dân, Chu Hưng Dân phất lờ hạng thành, là mình dũng cảm đứng ra giải vây cho hạng thành, hoạn nạn thấy chân tình, mình cũng bởi vì chuyện này mà bị Chu Hưng Dân nói móc một hồi, không có công lao thì cũng có khổ lao, không ngờ hạng thành căn bản không thèm cảm kích, hiện tại không ngờ coi mình trở thành mục tiêu phát tiết. Hoàng Bộ Thành nói, bí thư hạng, chuyện này tôi không làm, tất cả là nhan mộ vân làm, tôi đã tìm cô ta, nhưng cô ta hiện tại đang đi công tác ở Kinh Thành, chỉ có thể chờ cô ta về mới truy cứu vấn đề trách nhiệm. Hạng Thành nói, đồng chí Bộ Thành, đừng cứ xảy ra chuyện là đổ trách nhiệm lên đầu người khác. Tôi hỏi anh, tôi trước đó có phải đã đặc biệt cường điệu không? Nhất định phải làm tốt công tác tin tức truyền thông, cần phải khiến bọn họ làm ra hướng phát triển chính xác, không thể phát những ngôn luận vô trách nhiệm như vậy. Hoàng Bộ Thành cúi, trong lòng có trong lòng có chút minh bạch rồi, Hạng Thành mang đầy một bụng tức, y phải phát tiết. Chuyện tin tức trên TV chỉ là một cái cớ mà thôi. Đa số thường ủy ở đây đều đồng cảm với Hoàng Bộ Thành, tối hôm qua hạng thành ở chỗ tỉnh trưởng Chu Hưng Dân bị mất mặt cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn thấy, lúc ấy dưới tình huống như vậy, là Hoàng Bộ Thành dũng cảm mạo hiểm đắc tội với tỉnh trưởng để giúp hạng thành xuống thang, những người này tự hỏi cũng không có dũng khí đó của Hoàng Bộ Thành, trong mắt bọn họ hạng thành phải cảm tạ Hoàng Bộ Thành, nhưng không ngờ sau khi Chu Hưng Dân rời khỏi, người đầu tiên nã pháo vào Hoàng Bộ Thành lại là hạng thành. Thế này cũng quá bất cận nhân tình rồi có câu gần vua như gần cọp, bí thư thị ủy cũng không phải là dễ hầu hạ như vậy. Hạng thành sau khi phát tiết xong, cả thấy trong lòng ngực thoải mái hơn, sự tức giận cũng vơi đi không ít, nhìn thấy hoàng bộ thành cúi đầu, bộ dạng chán nản, không khỏi nhớ tới những gì mà hắn đã làm cho mình, nhưng lời nói ra như nước hắt đi, mình hiện tại không thể thừa nhận sai lầm với hắn được, tối đa là không nói hắn nữa. Hạng thành ho khan một tiếng rồi nói, những truyền thông tin tức này đều là chỉ sợ thiên hạ là loạn, bọn họ căn bản không quan tâm tới chuyện thật giả thế nào, chuyện bọn họ quan tâm là có giá trị tin tức hay không. Nhưng nói ra thì phải gánh vác trách nhiệm, thời đại hiện giờ cũng là thời đại tin tức phát triển tấn tốc, người dân thông qua TV, báo chí có thể biết được tất cả, bọn họ thường thường không đưa ra phán đoán, mà đều có một loại công nhận mù quáng đối với truyền thông, nếu truyền thông mất đi lương tâm tối thiểu, nhưng vậy sẽ tạo thành sự không hiểu của nhân dân đối với chính sách của đảng, sẽ tạo thành sự hiểu lầm của nhân dân đối với chính phủ chúng ta, thậm chí sẽ tạo thành đối kháng, đối với những đơn vị tin tức vô lương này. Chúng ta nhất định phải truy cứu trách nhiệm." Thị trưởng Cung Hoàn Sơn nói, "Bí thư Hạng, tôi cho rằng chuyện này nên truy cứu tới cùng, đồng chí Bộ Thành luôn cẩn trọng trên cương vị công tác của mình, năng lực công tác và thành tích công tác của anh ấy mọi người đều nhìn thấy, nhưng tính đặc thù của công tác truyền thông quyết định trong công tác khó tránh khỏi sẽ có sơ hở." Cuối cùng cũng có người lên tiếng vì Hoàng Bộ Thành. Hạng Thành cũng nhân cơ hội xuống thang, tôi cũng không phải là phủ định công tác của đồng chí Bộ Thành, tôi là luận sự, trước đó tôi đã đặc biệt cường điệu, người khác chúng ta không quản được, nhưng công tác tuyên truyền của Bắc Cảng chúng ta nhất định phải nắm vững, mọi người đều minh bạch, giai đoạn trước chúng ta làm rất nhiều công tác, mới mời được Thái Hồng tới Bắc Cảng của chúng ta, ở đây tôi cũng không muốn cường điệu lại lợi ích mà hợp tác với Thái Hồng sẽ mang đến cho Bắc Cảng. Trên thực tế, hiện tại tiền cảnh hợp tác giữa chúng ta và Thái Hồng đã trở nên không còn lạc quan. Đài truyền hình của chúng ta truyền phát loại phim chuyên đề này sẽ khiến người dân Bắc Cảng nghĩ như thế nào? Sẽ khiến Thái Hồng nghĩ như thế nào? Hoàng Bộ Thành nói, tôi cho rằng sau lưng chuyện này khẳng định có nguyên nhân, có người muốn phá hoại sự hợp tác của Bắc Cảng và Thái Hồng, gần đây tin tức bất lợi về Thái Hồng tất cả là do người có dụng tâm này chế tạo ra. Cung Hoàn Sơn nói, bí thư hạng, tôi cho rằng đồng chí Bộ Thành nói rất có đạo lý, chúng ta phải coi trọng chuyện này bất kỳ hành vi phá hoại hợp tác của chúng ta và Thái Hồng đều chính là kẻ địch của người dân Bắc Cảng. Phó Bí Thư Đảng ủy tưởng Hồng Cương nghe đến đây không khỏi có chút buồn cười, đám người này cũng chỉ dám cào nhau trên hội nghị, thật ra ai cũng biết một loạt chuyện này là ai làm, nhưng không ai chủ động nhắc tới, của Trương Dương, tỉnh trưởng Chu Hương Dân đã cờ xí tiên minh ủng hộ Trương Dương, khiến đám người này rối loạn trận cước. chương 1674, Biến hóa vi diệu 2, Tưởng Hồng Cương nói, về hợp tác giữa chúng ta và Thái Hồng, tôi có chuyện muốn nói. Ánh mắt của thường ủy thường ủy đều tập trung trên người hắn, Tưởng Hồng Cương bình thường rất ít lên tiếng trên cuộc họp thường ủy, nhất là trong loại vấn đề mẫn cảm này, hắn đa số thời gian là lựa chọn trầm mặc, không ngờ lại chủ động nhắc tới chuyện này. Hạng Thành gật đầu ý bảo Tưởng Hồng Cương nói tiếp. Tưởng Hồng Cương nói, tình trường chu lần này tới đây, thái độ vô cùng rõ ràng, y hiển nhiên là đặt khu bảo lưu thuế nhập khẩu ở vị trí số 1. Hiện tại tập đoàn Thái Hồng xây dựng phân nhà máy và xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu xuất hiện mâu thuẫn, chúng ta là ban lãnh đạo Bắc Cảng nên tỏ rõ thái độ. Tưởng Hồng Cương trước tiên lôi Chu Hưng dân ra, sau đó mới nói bọn họ nên tỏ rõ thái độ, có chút ý tứ dựa thế. Cung Hoàn Sơn có chút phản cảm với lý do thoái thác này của Tưởng Hồng Cương, Tưởng Hồng Cương vừa mới nói xong thì y lại hỏi, "Đồng chí Hồng Cương, lời nói của anh tôi có chút không hiểu, cái gì gọi là thái độ rõ ràng?" thái độ của chúng ta vẫn luôn rất rõ ràng, cố gắng cân đối mâu thuẫn giữa Tân Hải và Thái Hồng, tranh thủ để cùng tồn tại và song thắng. Tưởng Hồng Cương cười nói, thị trường cung, tình huống hiện thực là không thể làm được song thắng, thái độ của Trương Dương rất rõ ràng, hắn không thể nhường khu đất đó của góc thương gia, triệu tổng của Thái Hồng cũng biểu lộ thái độ, y phải lấy bằng được khu đất đó của góc thương gia mới bằng lòng xây nhà máy ở Bắc Cảng, tôi dám nói. Dư luận gần đây quay chung quanh Thái Hồng có liên quan tới mâu thuẫn giữa hai người, là một thành viên trong ban lãnh đạo Bắc Cảng, tôi cũng hy vọng có thể tiêu trừ mâu thuẫn giữa bọn họ. Tranh thủ làm được cùng tồn tại, chúng ta cũng từng cố gắng, nhưng sự thật chứng minh, mâu thuẫn giữa bọn họ chẳng những không được tiêu trừ, ngược lại trở nên càng thêm gay gắt, có lẽ có một số đồng chí cho rằng, chúng ta có thể tiếp tục làm công tác cho đến khi hai bên bọn họ đạt thành lượng giải mới thôi, nhưng các anh có nghĩ tới hay không, nếu cứ tiếp tục dây dưa như vậy thì đến bao giờ mới xong? sự nghiệp của chúng ta chẳng lẽ cứ phải tiếp tục trong tình trạng nội háo và đối đầu như thế này ư? Ừ. Cho nên tôi cho rằng, chúng ta trước hết tỏ rõ thái độ, phải cân nhắc đến bước xấu nhất, chúng ta giả thiết mâu thuẫn giữa hai bên cuối cùng không thể điều hòa, như vậy chúng ta cần phải làm ra lựa chọn trong hai người, bên nào nặng bên nào nhẹ, chúng ta cuối cùng phải chọn ai, từ bỏ ai. Tưởng Hồng Cương sở dĩ những lời này là vì hắn từ trong thái độ của tỉnh trưởng Chu Hưng Dân Ngộ được một thứ gì đó, y cuối cùng đã nhìn thấy cơ hội thuộc về mình. Hạng thành nhìn tưởng Hồng Cương, trên mặt y không hề có bất kỳ biểu tình gì, đồng chí Hồng Cương, nếu cho anh lựa chọn, anh sẽ lựa chọn ai, từ bỏ ai. Tưởng Hồng Cương nói, tôi cho rằng Thái Hồng lựa chọn góc thương gia để xây nhà máy là cân nhắc không chu toàn, nếu chuyện này có thể tiến hành, theo sự phát triển của thời đại, không bao lâu nữa phân nhà máy của Thái Hồng sẽ trở thành vách chắn giữa Tân Hải và Bắc Cảng, sẽ ảnh hưởng đến tiến trình nhất thể hóa thành thị, hơn nữa từ quan điểm lâu dài mà nhìn thì tiền cảnh của khu bảo lưu thuế nhập khẩu rộng hơn hạng mục nhà máy thép. Hạng Thành nói, đó chính là ủng hộ khu bảo lưu thuế nhập khẩu, thật ra tôi cũng ủng hộ khu bảo lưu thuế nhập khẩu, nhưng tôi không hiểu, vì sao khu bảo lưu thuế nhập khẩu cứ phải đặt ở khu đất đó của góc thương gia? Tôi đã đưa ra một phương án giải quyết, có thể bồi thường cho bọn họ diện tích đất gấp đôi, chỉ cần bọn họ nhường một bước, Thái Hồng có thể thuận lợi đặt ở bắc cảng, bắc cảng chúng ta sẽ có được cả tay gấu và cá. Tưởng Hồng Cương nói: "Tôi đã đọc qua phương án của khu bảo lưu thuế nhập khẩu Tân Hải, phương án của bọn họ rất hoàn thiện, góc thương gia là một mắt xích rất quan trọng trong đó." Thật ra Hạng Thành trong lòng đã rõ ràng, lần này bất kể trong lòng y có tình nguyện hay không thì khu đất đó của góc thương gia đã không thể giao cho Thái Hồng, Trương Dương bên kia kiệt lực đấu tranh là một chuyện, còn có một nguyên nhân quan trọng là tỉnh trưởng Chu Hưng Dân chống lưng cho hắn. Hạng Thành lá gan có lớn đến mấy cũng không đến mức đối nghịch với Chu Hưng Dân nhưng những lời này của Tưởng Hồng Cương lại khiến y khó chịu, Tưởng Hồng Cương anh từ lúc này xem đứng lên chỉ ra tôi sai. Trên cuộc họp thường ủy vẫn chưa tới phiên anh lên tiếng. Hạng Thành nói, không bằng như vậy đi, mọi người giơ tay biểu quyết một chút, các anh cho rằng khu bảo lưu thuế nhập khẩu và thái hồng cái nào quan trọng hơn? Chúng ta từ hai chọn một, người cho rằng thái hồng quan trọng hơn xin giơ tay. Hạng Thành là muốn thông qua phương thức này để cho Tưởng Hồng Cương một giáo huấn khiến hắn nhìn thấy quyền lên tiếng rốt cuộc nằm trong tay ai, hạng thành giơ tay lên đầu tiên, mỗi lần chỉ cần y làm như vậy là các thường ủy có mặt sẽ đều giơ tay theo, cơ hồ mỗi một đề nghị của y đều sẽ được thông qua với đa số phiếu, hạng thành cho rằng người không giơ tay có lẽ chỉ có một mình tưởng hồng cương, nhưng lần này hạng thành không ngờ tính sai rồi. Tưởng hồng cương không giơ tay theo là chuyện bên trong dự kiến, nhưng bộ trưởng tổ chức mạnh khải trí cũng không giơ tay, càng làm cho hạng thành cảm thấy bất ngờ là bí thư ủy ban kỷ luật Trần Cương không ngờ cũng không giơ tay, thằng cha này trước giờ đều là một trong những người cờ sĩ tiên minh phản đối khu bảo lưu thuế nhập khẩu, không ngờ y hôm nay cũng đứng ở phía tưởng Hồng Cương. Tưởng Hồng Cương cũng sừng sốt, hắn vốn cho rằng mình sẽ bị hạng thành lợi dụng loại thủ đoạn này để cô lập, nhưng không ngờ còn có hai người đứng chung một chỗ với mình, mạnh khải trí là người có lý trí, y không mù quá nghe theo hạng thành. Nhưng biểu hiện của Trần Cương thì có chút nằm ngoài ý liệu. Quan hệ của Trần Cương và Hạng Thành, Cùng Hoàn Sơn đều là khá chặt chẽ, hơn nữa quan trọng hơn là chỉ cần là chuyện của Trương Dương thì y sẽ là người đầu tiên nhảy ra phản đối, bởi vì chuyện của góc thương gia, y không biết đã nói xấu Trương Dương bao nhiêu lần, nhưng hôm nay y không ngờ lại đổi trận doanh, thằng cha này không phải là uống nhầm thuốc rồi chứ? Trần Cương cũng không phải là uống nhầm thuốc, đầu óc y rất tỉnh táo, nhìn thấy ánh mắt mọi người đều tập trung trên mặt y, Trần Cương thở dài nói, thật ra tôi là bỏ phiếu trắng. Mọi người vẫn nhìn Trần Cương người khác bỏ phiếu trắng thì không kỳ quái, nhưng Trần Cương bỏ phiếu trắng thì thật sự rất kỳ quái, gặp loại cơ hội này, y vốn nên không chút do dự khởi sướng công kích với Trương Dương mới đúng. Chẳng ai biết thằng cha Trần Cương này đã bị Trương Dương nắm được thóp, hiện tại tâm tính của Trần Cương đã có biến hóa với tính lật nhào. Trần Cương nói, khu bảo lưu thuế nhập khẩu và phân nhà máy của Thái Hồng có thể kiêm cả hai là tốt nhất, nhưng dưới tình huống trước mắt, chúng ta có thể phải bỏ đi một thứ. Tuy rằng tôi rất bất mãn với cách làm của lãnh đạo Tân Hải tương quan, nhưng khu bảo lưu thuế nhập khẩu dù sao cũng là con ruột của chúng ta, khi thật sự phải quyết định, trong đáy lòng tôi đương nhiên sẽ nghiêng về phía khu bảo lưu thuế nhập khẩu một chút. Hạng thành trừng mắt lườm trần cương một cái, trong lòng mắng thầm, còn nói là bỏ phiếu trắng à, những lời y vừa nói ra căn bản chính là đứng ở phía tưởng Hồng Cương, thật ra trong lòng hạng thành cũng rất rõ ràng, bởi vì thái độ của Chu Hưng Dân, bọn họ phải lựa chọn khu bảo lưu thuế nhập khẩu, y bảo bỏ phiếu đơn giản là muốn khiến tưởng Hồng Cương mất mặt mà thôi, nhưng không ngờ Trần Cương lại bảo trì nhất trí với tưởng Hồng Cương. Hạng Thành nói, chuyện của Thái Hồng vẫn phải tranh thủ, cùng Sơn, Lão Trần, các anh có vẻ quen với phía Thái Hồng, chuyện này hay là do các anh tiếp tục làm, tranh thủ đạt được sự lý giải của Thái Hồng. Tỉnh Trường Chu có câu nói không sai Thái Hồng cũng không phải là làm từ thiện, bọn họ sở dĩ muốn xây dựng phân nhà máy ở Bắc Cảng, là nhìn chúng điều kiện các mặt của Bắc Cảng chúng ta. Hạng Thành vốn định mượn cuộc họp thường ủy lần này để phát tiết một chút tức giận động lại trong lòng, cường điệu một chút quyền uy độc nhất vô nhị của bản thân ở Bắc Cảng, nhưng lại không đạt tới mục đích của y, không những như vậy, tưởng Hồng Cương trước giờ luôn trầm thấp không ngờ cũng bắt đầu công khai đối nghịch với y, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt gì. Hội nghị này kết thúc, Hạng Thành vẫn còn tức, y ý thức được sự lạnh nhạt công khai của tỉnh trưởng Chu Hương Dân đối với y đã cho rất nhiều người một tín hiệu ngầm rất không tốt, đã làm dao động uy tín mà y kinh doanh nhiều năm ở Bắc Cảng, tất cả những gì xảy ra gần đây có lẽ chỉ là một mở đầu. Hạng Thành trở lại văn phòng của mình không bao lâu thì bí thư ủy ban kỷ luật Trần Cương liền theo tới, bởi vì tất cả phát sinh vừa rồi trên cuộc họp thường ủy, Hạng Thành tất nhiên không hòa nhã gì với Trần Cương, mặt lanh thanh liếc Trần Cương một cái, anh từ lúc nào cũng học được bỏ phiếu trắng thế. Trần Cương tươi cười nói, bí thư Hạng, anh tức giận à? Hạng Thành nói, có gì mà phải tức giận? trên cuộc họp thường ủy vốn là nên nói thoải mái mà. Trần Cương nói, bí thư hạng, ngài có cảm thấy bác cảng gần đây có chút không yên ổn hay không? Hạng thành nhíu mày, quả thực là nói thừa, Trần Cương có phải đang cố bới ra gì đó để nói cho có hay không? chương 1675, Biến hóa vi diệu 3 Trần Cương nói, tôi nghe nói tỉnh trưởng Chu và triệu tổng của Thái Hồng đã gặp mặt rồi, hai người thẳng thắn nói chuyện về vấn đề của góc thương gia, Tôi còn nghe nói Triệu Vĩnh Phúc có thể sẽ từ bỏ kế hoạch xây nhà máy ở Bắc Cảng." Hạng Thành thở dài nói, "Tôi hiện tại bị chuyện này khiến cho phiền vô cùng, ai thích sao thì cứ làm thế, tôi khổ cực công tác, muốn làm hài hòa chuyện này, nhưng kết quả là lại cứ không theo ý người." Trần Cương thuận theo lời nói của Hạng Thành, thở dài bảo, "Hiện giờ thực sự muốn làm tốt chuyện nào có dễ dàng như vậy, chẳng những phải suy nghĩ cho người dân, còn phải nhìn ngẫm thấu tâm tư của lãnh đạo thượng cấp." Hạng Thành có chút không vui nói anh có ý gì. Trần Cương biết hạng thành hiểu lầm, vội vàng giải thích, bí thư hạng, ngài nghĩ nhiều, tôi là muốn nói, đến bây giờ tôi mới nhìn rõ bản chất của khu bảo lưu thuế nhập khẩu. Hạng thành nói, bản chất gì? Trần Cương nói, trước đây tôi luôn cảm thấy chuyện này Thủy Trung đều là một mình Trương Dương đang chủ bị, nhưng lần này xem ra lại không phải như vậy, tôi minh bạch rồi, hắn chỉ là một chân chạy, về sau sau khi khu bảo lưu thuế nhập khẩu xây xong người được lợi lớn nhất khả năng sẽ không phải là hắn. Trần Cương không nói rõ tất cả ra, y tin nói đến đây là hạng thành chắc cũng rõ rồi. Hạng thành đương nhiên minh bạch, Trần Cương là sau khi khu bảo lưu thuế nhập khẩu xây xong người được lợi lớn nhất là tỉnh trưởng Chu Hưng Dân, nghe nói khu bảo lưu thuế nhập khẩu sở dĩ có thể thuận lợi được về cũng có quan hệ trực tiếp tới cố gắng lúc trước của Chu Hưng Dân. Hạng thành hiện tại đối với điều này thì lý giải sâu sắc hơn Trần Cương nhiều, khi thở dài, bỗng nhiên nói, anh kéo đông kéo tây với tôi, nhưng vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi, anh hôm nay bỏ phiếu trắng là có ý gì? Trần Cương nói, ngài có cảm thấy hay không, tưởng Hồng Cương hình như đột nhiên biến thành người khác vậy, càng là thời buổi rối loạn thì càng là lúc yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, bí thư hạc, anh thấy tôi và hắn liệu có thể có tiếng nói chung không? Hạng thành hiểu được ý tứ của Trần Cương, thằng cha này là muốn thông qua phương thức này để kéo gần khoảng cách với tưởng Hồng Cương, đại khái là muốn sở đáy của tưởng Hồng Cương, nhưng quan hệ của Trần Cương và Cung Hoàn Sơn người trong thể chế Bắc Cảng đều biết, mặc dù là y hôm nay đứng cùng trên một lập trường với tưởng Hồng Cương, nhưng tưởng Hồng Cương cũng chưa chắc sẽ coi y như người một nhà. Trần Cương từ vẻ mặt phức tạp của hạng thành đã đọc được ý tứ của y, nói khẽ bí thư hạng, trong chính trị không có kẻ địch vĩnh viễn. Hạng thành được y nhắc nhở, bỗng nhiên tỉnh ngộ, mình sao ngay cả đạo lý dễ hiểu như vậy cũng quên, trong thượng sao có thể có kẻ địch vĩnh viễn chỉ có lợi ích vĩnh viễn, không có bằng hữu vĩnh viễn, nhớ tới những điều này, nội tâm hạng thành bất giác lại lạnh toát, những người bên cạnh mỉm cười với mình, nhưng trong nụ cười rốt cuộc có thể có bao nhiêu thành phần chân thật. Triệu Vĩnh Phúc biết mình trong chuyện góc thương gia khẳng định sẽ bị thất bại, bất kể y cường thế như thế nào, bất kể ban lãnh đạo Bắc Cảng ủng hộ y như thế nào, nhưng Chu Hưng Dân vừa ra mặt, đã khiến tất cả ưu thế trước đây của y mất sạch, cường long bất áp địa đầu xà, huống chi chu Hưng dân là một con mãnh bản cứ ở Bình Hải. Tiêu quốc thành mời triệu vĩnh phúc cùng tới bạch đảo giải sâu, hai người đứng trên sàn tàu của du thuyền, mặt biển vào lúc trạng vạng nổi lên sương khói lờ mờ, ánh mắt của triệu vĩnh phúc cũng giống như sương khói, không thể nhìn thấu. Tiêu quốc thành không quan tâm triệu vĩnh phúc giờ phút này suy nghĩ gì, y có thể nhìn ra triệu vĩnh phúc rất không vui, tiêu quốc thành nói khẽ, vĩnh phúc huynh, làm việc gì cũng phải nhìn thoáng chút trên thương trường không ai có thể thuận buồm xuôi gió mãi được triệu vĩnh phúc nói tôi chuẩn bị từ bỏ kế hoạch xây nhà máy ở bắc cảng tiêu quốc thành mỉm cười nói muốn nghe ý kiến của tôi không triệu vĩnh phúc gật đầu tiêu quốc thành nói anh là lão tổng của xí nghiệp nhà nước tôi là hộ cá thể cái nhìn của chúng ta trên sinh ý bất đồng thật ra anh lựa chọn xây dựng phân nhà máy ở bắc cảng là rất đúng nhìn chung thì các xí nghiệp sắt thép cỡ lớn của các quốc gia trên thế giới trên cơ bản đều xây dựng ở nơi gần cảng bởi vì này như vậy có thể giảm thấp phí tổn vận chuyển nhưng về phương diện chọn vị trí cụ thể thì tôi không đồng ý các anh lựa chọn góc thương gia ngoài mặt thì góc thương gia là vị trí trung tâm của bắc cảng và tân hải có thể ngồi trên tài nguyên của hai tòa thành thị nhưng anh có nghĩ tới không chính bởi vậy không gian phát triển về sau của nhà máy sắt thép sẽ trở nên rất nhỏ mà bắc cảng và tân hải thì không ngừng phát triển tất nhiên sẽ hình thành cục diện áp bức không gian của nhà máy thép về sau, trừ phi anh xây dựng phân nhà máy chỉ là ngụy trang, mục đích chân chính ở khu đất góc thương gia này, về sau chỉ cần dựa vào giá trị gia tăng của khu đất này là có thể bổ khuyết tất cả phí tổn xây nhà máy của anh. Nếu không thì anh lựa chọn góc thương gia không là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiêu Quốc Thành nói xong những lời này thì lại ho khan, y ho một lúc mới bình ổn lại lấy khăn tay ra lau miệng rồi nói, thật ra khu đất ở phía nam cảng mới của Bắc Cảng thích hợp làm xí nghiệp hơn, nếu anh thực sự cân nhắc tới sự phát triển thì nên một lần nữa cân nhắc lại lựa chọn của mình. Triệu Vĩnh Phúc nói, 500 mẫu đất đó của Tân Hải chúng ta khi nào thì ký hợp đồng. Tiêu Quốc Thành cười cười, nói khẽ, Vĩnh Phúc Huynh, biết vì sao anh không lấy được đất của góc thương ra không? Triệu Vĩnh Phúc nhìn Tiêu Quốc Thành, đợi y nói tiếp. Tiêu Quốc Thành nói: "Vấn đề không phải ở trên người Trương Dương, mà là ở cấp trên, căn cứ vào tình huống mà tôi tìm hiểu được thì Chu Hưng Dân vô cùng coi trọng kế hoạch khu bảo lưu thuế nhập khẩu." Nhìn ra được y muốn lợi dụng cơ hội này làm lớn một trận, người trong quan trường để ý nhất chính là chính tích, nói cách khác, Tân Hải đã được y coi là ao cá chính trị của mình, y tất nhiên sẽ phải bắt được một con cá lớn trong đó. Kế hoạch xây dựng phân nhà máy của anh vừa hay xảy ra xung đột với lợi ích của y, cho nên y mới ra mặt chống lưng cho Trương Dương. Triệu Vĩnh Phúc nói, Quốc Thành, anh nhìn rất rõ vấn đề. Tiêu Quốc Thành mỉm cười nói, từ góc độ của người bàng quan nhìn vấn đề thì luôn rõ ràng hơn. Vĩnh Phúc Huynh, tôi muốn hỏi anh một câu, anh muốn 500 mẫu đất đó của Tân Hải rốt cuộc có quy hoạch gì? Triệu Vĩnh Phúc nói, tôi không tiện nói. Y không phải không tiện nói, mà là y căn bản là không có bất kỳ quy hoạch gì. Tiêu Quốc Thành nói, Vĩnh Phúc Huynh, chúng ta là lão bằng hữu nhiều năm, có một số việc tôi cũng là giấu anh, gia tộc Nguyên Hòa đề xuất dùng 200 triệu để mua lại khối đất đó từ tay tôi. Triệu Vĩnh Phúc nhíu mày, y ý, ý thức được Tiêu Quốc Thành nói chuyện này với y là có thâm ý khác. Tiêu Quốc Thành nói tiền tài đối với tôi mà nói trước giờ không có ý nghĩa đặc thù gì, một khối đất lúc trước chỉ dùng không đến 200 vạn nguyên để mua, hiện giờ lại vọt lên tới tận 200 triệu, chứng minh điều gì? Chứng minh khu bảo lưu thuế nhập khẩu tuyệt đối là một đại thủ bút, hơn nữa Bình Hải tất nhiên sẽ liệt nó vào hạng mục trọng điểm, sự phát triển của Tân Hải là không thể hạn lượng. Triệu Vĩnh Phúc cảm thấy nội tâm mình giống như bị kim đâm, không phải bởi vì những lời này của Tiêu Quốc Thành, mà là vì y giống như nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Trương Dương, mỗi lần nhìn thấy Trương Dương, y luôn không nhịn được mà nhớ tới đứa con trai đã chết của mình, đứa bé ưu tú mà mình ký thác quá nhiều kỳ vọng. Tuy rằng Triệu Vĩnh Phúc đã biết rõ không phải là Trương Dương trực tiếp sát hại con y, nhưng y lại thủy chung cho rằng Trương Dương khó có thể rũ bỏ được trách nhiệm. Nếu không phải con trai tranh chấp với Trương Dương, nó có lẽ sẽ không lâm phải kết cục này. Sự trầm mặc của Triệu Vĩnh Phúc khiến Tiêu Quốc Thành cảm thấy có chút áy náy, y giải thích, "Vĩnh Phúc huynh, anh đừng hiểu lầm ý tứ của tôi, khu đất đó." Triệu Vĩnh Phúc mỉm cười ngắt lời Tiêu Quốc Thành, "Anh không cần phải khó xử, khu đất đó tôi đã từ bỏ rồi, nếu tôi đã quyết định từ bỏ mở phân nhà máy ở Bắc Cảng, tôi lấy khu đất đó thì được gì, hơn nữa cái giá 200 triệu tôi cũng không chịu nổi." Tiêu Quốc Thành nói, mặc dù là 200 triệu thì tôi cũng sẽ không chuyển nhượng cho gia tộc Nguyên Hòa, anh nếu từ bỏ ý định thì tôi sẽ tự mình đầu tư khai phá khu đất này. Ánh mắt của Triệu Vĩnh Phúc lại hướng về mặt biển bị sương mù bao phủ ở đằng xa, tôi không hề quan tâm tới bất kỳ chuyện gì của Tân Hải. Bất kể các lãnh đạo đi hay là ở lại, kế hoạch lễ mừng đã định ra là không thể thay đổi, đặc biệt là tiệc pháo hoa đã tuyên bố công khai, có điều trương đại quan nhân vẫn làm ra một chút điều chỉnh ví dụ như nghi thức đặt móng ở góc thương gia, mục đích ban đầu là muốn thông qua phương thức như vậy để thị uy với Thái Hồng, đồng thời cũng kéo tỉnh trưởng Chu Hưng Dân tới trận doanh của mình, làm tăng nền tảng của bản thân, nhưng tỉnh trưởng Chu Hưng Dân đã nhìn thấu ý đồ của hắn, phê bình hắn một trận. Trong vấn đề khu bảo lưu thuế nhập khẩu, Chu Hưng Dân đã rõ ràng tỏ thái độ đứng bên hắn. Một khi đã như vậy thì không cần thiết làm nghi thức đặt móng nữa, Lần này lễ mừng bỏ huyện lập thành phố của Tân Hải đã kích thích thần kinh của rất nhiều người, tốt quá hóa dở, hiện tại tiếp tục sát muối lên vết thương của kẻ địch tựa hồ là không cần thiết, cho nên Trương Dương lặng lẽ bảo thường Hải Thiên hủy bỏ điển lễ đặt móng. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 196